xuất sắc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và một lần nữa chúng tôi xin được thông báo là chương trình của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu trong ít phút nữa. Cho nên là xin được mời tất cả các chiến binh của chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào phía bên trong khán phòng và ổn định chỗ ngồi ạ. Hôm nay thì quan quý thấy sen Bình Định đang có một cái bàn rôn rất đẹp ạ. Yeah. Cảm ơn các bạn. Hiện tại thì đội ngũ cameraman cũng như là quay hình của chúng tôi đang đi vòng vòng ở trong khán phòng của chúng ta. Mọi người hãy thể hiện những khoảnh khắc tuyệt vời của mình đi nào. Cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Hình ảnh của các anh chị đang được livestream trực tiếp ngay trên màn hình chính của chúng tôi ạ. Yeah. À, ở đây có lá cờ của Trần Khang Real. Cho quan quý hỏi là Boss Lane đang ở đâu ạ? Yeah, rất đẹp, rất đẹp. Sen Bình Định, Hải Phát Lane đang ở đâu ạ? Âm thanh quá tuyệt vời, ai cũng rất là sung luôn á. Vâng. Các anh chị thân mến, các anh chị thân mến, cái chiến binh của chúng tôi ngay lúc này đây ở giữa sân khấu của chúng tôi, ngay lúc này ở giữa sân khấu đang có một chiếc flycam. Đang có một chiếc flycam à. Bây giờ 1, 2, 3 chúng ta phất cờ thật mạnh và vỗ thật lớn nha. 1, 2, 3. Chúng tôi đang muốn thấy năng lượng của DKA Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi sẽ được thông báo, sẽ được mời tất cả các chiến binh của chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào phía bên trong khán phòng và ổn định chỗ ngồi của mình. Ngay trên màn hình của chúng tôi đang là sơ đồ bố trí chỗ ngồi của các đơn vị. Xin mời tất cả các đơn vị chúng ta hãy cùng di chuyển vào trong khán phòng và ổn định đúng chỗ ngồi của mình nha. Rồi, và bây giờ quan quý nhờ các anh chị nha. Quang Quý nhờ tất cả các bạn, chúng ta tạm ngưng thổi kèn lại, tạm ngưng đánh trống lại trong ít phút ạ. Xin nhờ các anh chị tạm ngưng thổi kèn và đánh trống lại trong ít phút. Dạ rồi, bây giờ mình điểm danh nha mọi người. Cho quý hỏi, điệu Boss Lane ở đâu ạ? Yeah, tiếp tục, Sen Bình Định, Hải Phát Lane. Tiếp tục,
Vạn Tính đang ở đâu ạ? Yeah, VV Realty. Mia Holdings. Trần Khang Real. Và ngay lúc này chúng tôi muốn thấy khí thế của hệ thống DKI Việt Nam. Cảm ơn mọi người. Và rất đẹp, rất đẹp. Rồi, ngay lúc này, trước khi bắt đầu chương trình, mình làm nóng một chút xíu đi nha. Bây giờ, quý nhờ mọi người cùng nhau đứng lên đi ạ. Nhờ mọi người cùng nhau đứng lên đi ạ. Xin mời! Xin mời, xin mời, xin mời! Rồi, và hôm nay chúng ta đang đến với KDA Quy Nhơn. Và mục đích cuối cùng của chúng ta là gì? Có phải là bán nhanh, bán sạch, bán hết không ạ? Ok, ok. Rồi, và ngay lúc này đây, quan quý sẽ hô thật to, KDA Quy Nhơn. Mọi người sẽ là bán nhanh, KDA Quy Nhơn. Bán sạch, KDA Quy Nhơn. Bán hết, lần cuối quý sơ hồ được to, KDA Quy Nhơn, bán nhanh, bán sạch, bán hết, yeah, được không ạ? Dạ rồi, xin nhờ Flycam, xin nhờ anh camera đứng trên đây quay xuống nha. Đây cũng sẽ là một khoảnh khắc rất là tuyệt của tất cả chúng ta. Và mọi người đã sẵn sàng chưa? Ok, ok. Và âm thanh tuyệt vời quá. Rồi, chuẩn bị nè mọi người. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. Mình sẽ hô thật to. Nhớ, bán nhanh, bán sạch, bán hết. Lần cuối là hô cùng với nhau 3 lần. Bán nhanh, bán sạch, bán hết luôn. Rồi, chuẩn bị. KDA Quy Nhơn. KDA Quy Nhơn. KDA Quy Nhơn. KDA Quy Nhơn. Bán nhanh, bán sạch, bán hết. Yeah. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời ạ. Liên tục đi ạ, liên tục đi ạ. Vâng, cảm ơn năng lượng của tất cả các anh chị. Cảm ơn các bạn và các anh chị. Xin mời mọi người ngồi xuống ạ. Cảm ơn mọi người. Hãy nhớ giữ nguồn năng lượng này đến cuối chương trình của chúng ta ngày hôm nay các anh chị nha. We'll be right back.
Kính thưa quý vị quan khách, và ngay sau đây, lễ ký kết hợp tác phân phối chiến lược và chia sẻ thông tin chuyên sâu dự án KDL Quy Nhơn xin được phép bắt đầu. Gửi lời chào mừng đến tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý đang đến tham dự lễ ký kết hợp tác phân phối chiến lược và chia sẻ thông tin chuyên sâu dự án KDL Quy Nhơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, tôi là Quang Quý và rất vinh dự được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Và chúng tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta sẽ có những trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và ngay bây giờ xin một tràng hoa tay để bắt đầu chương trình cùng với KDL Quy Nhơn. Vâng, xin được cảm ơn nguồn năng lượng đến từ tất cả các chiến binh của chúng ta. Và kính thưa tất cả quý vị, KDL Quy Nhơn là dự án thuộc tổ hợp thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ du lịch biển Ngô Mây. Dự án sở hữu quy mô là 40 tầng cao và 3 tầng hầm. Không dừng lại ở đó, dự án còn có một vị thế độc tôn ngay quảng trường trung tâm thành phố cùng với tầm nhìn trực diện biển. Được đầu tư và phát triển bởi thương hiệu hàng đầu trên thị trường, đó chính là Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Phát Đạt Corporation và Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt, Phát Đạt Realty. Do vậy, dù chưa chính thức ra mắt thì dự án cũng đã thu hút được rất là nhiều những sự quan tâm của các chuyên gia cũng như là những nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản bởi vì những giá trị độc bản mà dự án KDL Quy Nhơn sở hữu. Vì vậy thì Quang Quý cũng tin chắc là sau chương trình ngày hôm nay cùng với những thông tin chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị, khi mà dự án được thành hình thì chắc chắn KDL Quy Nhơn của chúng ta sẽ trở thành một biểu tượng và giúp nâng tầm giá trị ở khu vực Quy Nhơn. Một lần nữa xin một tràng tay dành cho KDL Quy Nhơn. Và kính thưa tất cả quý vị, đến tham dự chương trình của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, ngay lúc này đây, Quang Quý xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị khách quý. Về phía chủ đầu tư dự án KDL Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Trang Thành Minh Thư, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Về phía chủ đầu tư khối khách sạn Caviar by Marriott, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Arkin, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Arkin, bà Nguyễn Thị Minh Thư.
Về phía đơn vị phát triển dự án, công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ bất động sản Phát Đạt, Phát Đạt Realty xin được chào đón sự hiện diện của ông Trân Trọng Gia Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ bất động sản Phát Đạt. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Tổng Giám đốc công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ bất động sản Phát Đạt, bà Đặng Thùy Dương. Về phía tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án, công ty cổ phần DKI Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Lâm, CEO DKI Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của ông Trần Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tiếp thị và Kinh doanh. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Quỳnh Chi, Giám đốc Marketing DKI Việt Nam. Xin được giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Giang Châu, Giám đốc Phát triển Đại lý. Và tiếp theo, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nữ Huỳnh, CEO DKI Luxury, thành viên DKI Việt Nam. Xin được giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Bảo Khuê, CEO DKI Vega, thành viên DKI Việt Nam. Xin được giới thiệu và chào đón sự hiện diện của bà Lan Ngọc Hương, CEO DKI Brightshow, thành viên DKI Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Võ Hồng Thắng, Phó Giám đốc R&D DKI Việt Nam. Về phía đơn vị triển khai kinh doanh DKI Libra, thành viên DKI Việt Nam, xin được giới thiệu sự hiện diện của bà Đặng Trúc Linh, CEO DKI Libra, thành viên DKI Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vinh dự có được sự có mặt và sự hiện diện của quý vị đối tác, quý vị khách quý. Về phía đơn vị quản lý và vận hành dự án, tập đoàn Central Hotels and Resorts xin được giới thiệu sự hiện diện của bà Đặng Khánh Minh, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Central Hotels and Resorts. Về phía đơn vị tư vấn kiến trúc, công ty trách nhiệm hữu hạn GSA Studio. And now we would like to introduce and welcome Mr. Mark Young, General Manager of GSA Studio. Và bên cạnh đó, về phía đơn vị thiết kế nội thất, công ty trách nhiệm hữu hạn Red Design Group. And now we would like to introduce representative from Red Design Group, Mr. Chris Mulvey, General Manager. Và không dừng lại ở đó, trong chương trình ngày hôm nay còn có sự có mặt của ngân hàng hỗ trợ VPBank. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Phi Hùng, Giám đốc VPBank Bình Định. Và về phía các đơn vị phân phối chiến lược dự án, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Bosland, ông Tô Văn Lực. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Trần Minh Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sen Bình Định. Xin được giới thiệu và chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Giám đốc Hải Phát Lên miền Trung. Xin được giới thiệu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Vạn Tính, ông Lưu Cao Trí. Xin được giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Tường Vi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ VV Realty. Và tiếp theo, chúng tôi xin được giới thiệu sự hiện diện của ông Vũ Tuấn Khanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Mia Holdings. Xin được giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Bất động sản Trần Khang. Và đặc biệt hơn hết, đó chính là sự có mặt của hơn 1.200 chuyên viên tư vấn đến từ những đơn vị hệ thống DKI Việt Nam. Điều Bosland, Sen Bình Định, chào đón
Liên Minh Vạn Tính VV Realty. Và xin được chào đón Mia Holdings và Trần Khang Real. Một lần nữa xin một trọng tay thật lớn để chào đón tất cả chúng ta đang đến với chương trình của KDR Quy Nhơn. Vâng, xin được cảm ơn những nguồn năng lượng rất là tuyệt vời và dồi dào đến từ tất cả các chiến binh của chúng ta. Và kính thưa tất cả quý vị, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản, Phát Đạt Corporation là một thương hiệu vô cùng uy tín trên thị trường và sở hữu các thành tựu rất đáng tự hào trong top 3 công ty phát triển bất động sản lớn nhất, nhóm 20 doanh nghiệp dẫn đầu công ty đại chúng uy tín và hiệu quả, top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất của Việt Nam chúng ta. Và khi mà nhắc tới Phát Đạt Corporation thì chúng ta sẽ nhắc tới những dự án rất quen thuộc với những sự thành công nhất định trên thị trường bất động sản như là The Average 1, The Average Infinity, Millennium, Nhân hội New City và Astro City. Và sắp tới đây sẽ có thêm sự góp mặt của một cái tên nữa trong danh sách của những dự án thành công tuyệt vời này, đó chính là KDR Quy Nhơn. Và ngay sau đây, quan quý xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, sẽ có đôi lời phát biểu đến tất cả chúng ta. Xin được trân trọng kính mời ông. Xin lỗi các anh chị, xúc động quá nên cáo chưa được. Trước hết là thay mặt cho Tập đoàn Phát Đạt, xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý khách, toàn thể lãnh đạo của các đối tác và toàn thể anh chị em trong hội trường ngày hôm nay. Thưa các anh chị, làm cũng nhân cơ hội này thay mặt cho chủ đầu tư Phát Đạt chia sẻ với các anh chị một chút về lịch sử, một chút về bối cảnh tại sao cái dự án này ra đời và vì sao chúng ta hoàn toàn chúng ta đặt trọn niềm tin vào cái dự án này. Thưa các anh chị, làm Phát Đạt và quá trình hình thành và phát triển là 18 năm mà niêm yết trên thị trường chứng khoán. Và chúng ta đã đạt, Phát Đạt đạt được rất nhiều thành tựu về trong phát triển bất động sản. Và thưa các anh chị, là năm 2019, khi đó thì anh em mới ra ngoài Quy Nhơn ở Bình Định. Thì trước khi chia sẻ hết, muốn hỏi các anh chị là khi chúng ta nói đến Bình Định, khi chúng ta nói đến Quy Nhơn, thì thường chúng ta nói đến gì? Thưa các anh chị, ở đây có ai chia sẻ được không? Khi chúng ta nói đến Bình Định, chúng ta đến Quy Nhơn, thì thường chúng ta phải nói cái gì mà nó có cực kỳ bề sâu các anh chị? Nó tạo nên nền tảng cho Bình Định và cho Quy Nhơn. Ở đây có ai trả lời không ạ? Có bạn nào trả lời được? Là gì ạ? Hả? Mỏ hả? À, mỏ. Đúng rồi các anh chị, Bình Định thì cũng có mỏ các anh chị. Nhưng mà ở đây cũng xin chia sẻ các anh chị là đối với quan điểm của Đạt các anh chị. Khi nói đến Quy Nhơn là chúng ta nói đến đền thờ vua Quang Trung. Là bởi vì đó là vị tổ tiên của chúng ta. Và chúng ta, đó là nơi mà sản sinh ra vị vua của Việt Nam. Và từ đó nó tạo nên cái nền tảng sâu cho Quy Nhơn, cho Bình Định các anh chị. Và với cái tinh thần đó các anh chị, khi chúng tôi bước xuống Quy Nhơn, thì nếu như các anh chị để ý, chúng ta bước xuống sân bay Quy Nhơn thời điểm đó, nếu các anh chị để ý, đây là một tỉnh đang phát triển, nhưng mà sân bay các anh chị, nếu các anh chị để ý kỹ là có nhà ga quốc tế các anh chị. Và vì có những sự đặc biệt phát triển cho nên nhà ga quốc tế được chấp thuận ở đây, nhưng mà vì một số lý do cho nên một số cái chuyến bay quốc tế hiện nay nó vẫn chưa hoạt động. Và nếu như các anh chị để ý thêm nữa thì hạ tầng phát triển của Bình Định rất là tốt. Và khi đó chúng tôi đến thời điểm đó là con đường quốc lộ 19B nối trực tiếp từ sân bay đi về Quy Nhơn đang dần được hình thành. Và hiện nay là Bình Định đang tiếp tục đầu tư vào trong các chương trình trọng điểm về hạ tầng. Và nếu như các anh chị có nghiên cứu
thì các cái tuyến đường, đặc biệt là tuyến đường An Nhân Đầm Thị Nại, nối trực tiếp từ sân bay, tạo nên một cái hướng chính nữa đi về Quy Nhơn. Để cho các anh chị thấy là đối với Quy Nhơn là cái sự phát triển và hạ tầng rất là được đầu tư và rất là chú trọng. Cái sự mà đầu tư về hạ tầng như vậy, nó dẫn đến cái sự phát triển về mặt kinh tế. Và khi sự phát triển mặt kinh tế như vậy chị, thì đồng thời nó thúc đẩy và nó thu hút được khách du lịch. Và với những cái cách nhìn như vậy, với những bề sâu của Quy Nhơn như vậy, thưa các anh chị, là Phát Đạt lúc đó là quyết định là đầu tư tại Quy Nhơn, Bình Định. Thì nếu như các anh chị, chắc là đa phần các anh chị ở đây cũng đã tham gia cái dự án ở tại Kỳ Cơ Gateway. Thì đây là một chuỗi dự án rất thành công của Phát Đạt thời đó và tạo tiếng vang cho Phát Đạt thời đó. Thì tiếp theo cái sự thành công đó các anh chị, thì khi Phát Đạt nói chuyện với lại các lãnh đạo của địa phương các anh chị, thì Phát Đạt mới nói là các bạn mong muốn tạo ra một dự án điểm nhấn ở tại Bình Định. Rất là mong muốn các anh chị. Và lãnh đạo ở tỉnh Bình Định cũng nói là tỉnh cũng mong muốn là có một công trình điểm nhấn, nó tạo nên sức hút, tạo nên thương hiệu ở tại Quy Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung. Và thưa các anh chị, là cũng là do cái bén duyên này đó, thì cái lúc mà suy nghĩ về cái vị trí số 1 Ngô Mây này các anh chị, thì lúc đó là Vũ đang ở Đà Lạt, nhưng mà đầu thì suy nghĩ về số 1 Ngô Mây này. Thì sau đó là Phát Đạt đã có được cái quỹ đất này, và Phát Đạt quyết định là phát triển mang một cái thương hiệu 5 sao như đã hứa với lãnh đạo tỉnh mang về tại vị trí này. Thì ở đây là một cái tổ hợp, chúng ta gồm có hai phần. Một là khách sạn 5 sao, chúng ta mang cái thương hiệu, một cái thương hiệu của Marriott, và cái tổ hợp về căn hộ du lịch. Vì căn hộ du lịch thì Phát Đạt mang cái thương hiệu của Centera vô. Và thưa các anh chị, là với cái tiềm năng phát triển như vậy và với mong muốn mang lại một cái thương hiệu lớn tại một cái vị trí gần như là độc nhất và là tốt nhất của tại Quy Nhơn, và Phát Đạt đã quyết định là đầu tư lớn, đầu tư mạnh vào vị trí này để mang lại một cái sản phẩm cực kỳ tốt. Với những cái tinh thần đó thì hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây, và với những cái gương mặt tràn đầy năng lượng của các bạn sale ở đây, thưa các anh chị, là tôi tin rằng với tiềm năng phát triển của, với một vị trí rất là tốt của Quy Nhơn, với một cái sản phẩm đã đạt đẳng cấp quốc tế, mang thương hiệu của Marriott, và đặc biệt là khối Condotel này là mang thương hiệu của Centera, thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công trong dự án này. Lời cuối là xin kính chúc toàn bộ các bạn ở đây, chúng ta muôn buôn mau bán đất, đúng không nào? Để chúng ta có thể là chúng ta bán tất cả các sản phẩm này trong vòng một nốt nhạc, đúng không nào? Để từ đó là khi đó là mọi người chúng ta được anh em, khi chúng ta bán được thì chúng ta lại có thu nhập, thì sau này mong anh chị là chúng ta tiếp tục ủng hộ những dự án của Phát Đạt và ủng hộ cổ phiếu của Phát Đạt nữa các anh chị. Và cổ phiếu của Phát Đạt này chắc chắn là các anh chị đầu tư là các anh chị có lời đấy các anh chị. Đó là đôi lời chia sẻ. Xin cảm ơn toàn thể hội nghị. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Và thưa quý vị, sau vừa phát biểu là những các bắt tay thật chặt với những đơn vị cùng cộng tác của chúng ta. Và tất cả các chiến binh của chúng ta có quyết tâm là bán hết trong một nốt nhạc không ạ? Dạ vâng ạ. Chính như sự phản hồi của các bạn chiến binh của chúng ta cũng đã khiến cho đại diện của Phát Đạt yên tâm hơn rồi, đúng không ạ? Và kính thưa tất cả quý vị, tiếp tục chương trình ngày hôm nay, Quang Quý mong muốn sẽ mang đến cho tất cả quý vị một phần xuất hiện của một vị đại diện phải nói là có rất là nhiều những chia sẻ đầy tâm huyết về việc là hợp tác và cũng như là chia sẻ đến các khách hàng của chúng ta về KDR Quy Nhơn. Là đơn vị có kinh nghiệm làm tổng tiếp thị và phân phối nhiều dự án quy mô lớn, đa dạng loại hình phân khúc và thị trường phân phối rộng khắp, DKRA Việt Nam, thương hiệu dịch vụ bất động sản được tin tưởng lựa chọn đầu tiên tại Việt Nam, luôn luôn nâng cao giá trị chất lượng dịch vụ và hoàn thiện những chuỗi giá trị bền vững để có thể mang đến tận tay cho các khách hàng của chúng ta.
và nhận được sự tín nhiệm từ chủ đầu tư DKI Việt Nam, chính thức làm tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án KDR Quy Nhơn. Và ngay sau đây, Quang Quỹ xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu ông Phạm Lâm, nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO DKI Việt Nam, sẽ có đôi lời chia sẻ với chúng ta. Xin mời. Đầu tiên thì tôi đại diện cho DK Việt Nam thì rất là cảm ơn sự tin tưởng của tập đoàn Phát Đạt đã giao cho chúng tôi làm tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án. Đây là một trong những dự án rất đặc biệt mà tôi được tham gia từ đầu. Thì với kinh nghiệm cũng như là cái chuỗi giá trị mà chúng tôi xác lập, thì đây là một trong những dự án mà có quá nhiều cái điểm vượt trội mà tôi muốn chia sẻ, cũng như là hôm nay thì có rất là nhiều bạn sale, các bạn sẽ phụ trách cái việc tư vấn giúp cho khách hàng có thể hiểu rõ về dự án. Điều đầu tiên thì khi tôi nhìn về ngày đầu tiên tôi được tham gia vào dự án này, đó là cái việc góp ý vào cái thiết kế kiến trúc cho dự án, thì tôi thấy rất là ấn tượng với cái câu chuyện được xác lập để mà tạo ra một cái biểu tượng mới cho thành phố Quy Nhơn. Nếu như mà các bạn nhìn một cách rất là kỹ lưỡng và các bạn thực sự rằng là quan sát sâu hơn, các bạn sẽ cảm thấy cái facade này, cái kiến trúc này của hai cái tòa nhà này nó đặt vào một cái vị trí nó rất là đắc địa, có thể nói rằng là đắc địa nhất ở khu vực thành phố Quy Nhơn này. Thì thực sự ra đó, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là đây có phải là một cái hình ảnh mới cho thành phố Quy Nhơn hay không? Tôi nghĩ rằng là đây sẽ là một trong những biểu tượng mới cho thành phố Quy Nhơn. Và chúng ta sẽ cảm thấy tự hào, hoặc là chúng ta cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà chúng ta được tham gia vào một cái dự án mà nó mang lại cái hình ảnh mới cho một cái thành phố du lịch. Nói về cái vị trí này, thực ra thì vị trí rất là đặc biệt, chúng ta làm bất động sản chúng ta đều thấy rõ điều đó. Nó quyết định gần như cái giá trị bền vững về tính thương mại cũng như các giá trị khác của nó, đặc biệt là các bất động sản mà nằm ở các vùng trung tâm. Và các bạn, chúng ta cũng đã từng thấy rằng là, và kinh nghiệm của chúng ta cũng cho thấy, dù rằng thị trường có thay đổi, có điều chỉnh tất cả mọi thứ, thì cái bất động sản mà giữ được cái giá trị tốt á, bền vững á, và thậm chí không giảm, thì ở các vùng trung tâm. Như hôm nay chúng ta đang ở đây cũng là một vị trí rất đắc địa. Tôi nghĩ rằng khu vực này giống như khu vực quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ không có thể tìm được một bất động sản gọi là giá sẽ bị điều chỉnh giảm. Dù bất kỳ thị trường có xấu cỡ nào đi chăng nữa, tôi không thấy chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá trị đó là giá trị nó được xác lập bền vững rồi. Cho nên các cái bất động sản có cái vị trí nó đắc địa thì thật sự nó rất là khó để có thể mà làm cho nó mất đi cái vị thế của nó. Cũng như là tôi tham gia các thị trường khác. Tôi xin lỗi, hình như cái mic nó hơi vang đúng không ta? Ok. Ví dụ như là tôi tham gia ở thị trường Đà Nẵng, thì tôi thấy là hiện nay các cái dự án ở Đà Nẵng á, cái dự án mà view xong thôi anh chị, là chúng ta đã thấy giá bán trên 120 triệu một mét vuông. Đó là dạng căn hộ thôi, căn hộ cao cấp. Thì thực sự ra nếu như mà một cái vị trí đắc địa ở thành phố Quy Nhơn này được xác lập ở một cái mức giá đầy hấp dẫn hơn, thì đó rõ ràng là một cái cơ hội cho tất cả mọi người. Chưa nói đến cái cơ hội ở đây là về cái chất lượng nha. Thì chúng ta đều thấy là, tôi muốn khẳng định thứ nhất là về cái vị trí. Cái thứ hai là về cái kiến trúc sẽ tạo lập ra một cái hình ảnh hoàn toàn đặc biệt cho thành phố Quy Nhơn. Nói tới thành phố Hồ Chí Minh á, trước đây thì người ta nghĩ đến cái chợ Bến Thành là cái biểu tượng đúng không? Sau đó là cái Bitexco. Và tới bây giờ thì tôi, trong tôi vẫn là Bitexco.
Mặc dù hôm nay chúng ta tổ chức ở đây, nhưng mà trong đầu tôi vẫn, Viteco vẫn rất là ấn tượng với tôi. Và nói như Đà Nẵng thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái tòa nhà trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng. Và cái biểu tượng của hai cái tháp đôi này sẽ là, tôi nghĩ là một trong những biểu tượng rất là đặc biệt cho cái thành phố Quy Nhơn. Tại sao nãy giờ tôi nói nhiều về cái việc này? Bởi vì tôi nghĩ á, cái giá trị về kiến trúc á, nó sẽ mang giá trị bền vững về thời gian. Và cái này nó sẽ đặt trên một vị trí đắc địa nữa thì giá trị đó nó càng gia tăng. Cái thứ hai là cái dự án này được phát triển bởi một tập đoàn rất là uy tín ở Việt Nam. Và chúng ta cũng biết tập đoàn Phát Đạt đã làm rất là nhiều dự án rất thành công và cũng đã tạo ra được rất là nhiều cái bất động sản cao cấp, cũng như là các cái hành trình phát triển của Phát Đạt thì cũng đã được khẳng định bằng cái chất lượng mà khách hàng hài lòng, chứ không phải là danh hiệu không, mà chúng ta cũng nhìn thấy điều này rất là rõ. Cái thứ ba nữa là chúng ta thấy trong một cái bối cảnh như hiện nay á, mọi người có vẻ lo lắng về bối cảnh bất động sản nói chung, đúng không? Mọi người đang cảm thấy rằng là thị trường đang có cái sự điều chỉnh, đúng không? Thực sự ra cái chuyện điều chỉnh này đối với tôi là rất bình thường. Tôi đã từng trải qua năm 2008 cho đến 2014 là một cái chu kỳ khủng hoảng khủng khiếp của nền kinh tế bất động sản Việt Nam. Nhưng mà thật sự ra đó, chúng ta nhìn thấy á, nó sẽ bị điều chỉnh ở các cái phân khúc, ở các cái thị trường mà cái tính bền vững hoặc là cái tính xác lập, cái vị thế nó chưa có. Chứ còn đối với các cái thị trường ổn định thì nó luôn luôn ở một cái trạng thái là nó được duy trì và nó có sự tăng trưởng, thậm chí là tăng trưởng. Có thể là nó không tăng trưởng như trong cái điều kiện bình thường, nhưng mà tăng trưởng chậm chút ha, hoặc là tăng trưởng ở một cái quy mô thấp hơn. Nhưng mà rõ ràng nó vẫn xác lập được cái lợi thế đó, và khi thị trường trở lại thì chắc chắn cái lợi thế sẽ gia tăng gấp nhiều lần. Cho nên á, đây là trong một cái giai đoạn mà tôi cho rằng là thị trường nó bắt đầu xác lập lại năng lực. Xác lập lại năng lực này nó rất là quan trọng anh chị. Thứ nhất là nó xác lập về năng lực của chủ đầu tư. Anh có đủ năng lực để anh phát triển một cái dự án hay không? Điều đó rất quan trọng. Lúc này không phải chủ đầu tư nào cũng đủ năng lực để phát triển các dự án bất động sản. Chúng ta phải nhìn thấy đây là một trong những cái điểm rất là mấu chốt và quan trọng. Dự án có hình thành hay không là do cái năng lực phát triển. Và với tập đoàn Phát Đạt, tôi hoàn toàn tin tưởng vào cái việc phát triển và hình thành dự án. Thứ hai là chúng ta cũng thấy là thị trường đang bắt đầu xác lập lại, sàng lọc cái năng lực mua của người mua. Cách đây ví dụ như một năm trước, chúng ta thấy bất kỳ ai cũng có thể mua bất động sản, đúng không ạ? Nhưng mà giai đoạn này có thể sẽ không phải là như vậy nữa. Và giai đoạn này bắt buộc là phải có những nhà đầu tư, phải có kiến thức, phải có năng lực và có kinh nghiệm về đầu tư. Chính vì vậy mà khi chúng ta tập hợp được hai cái nhóm mục tiêu được xác lập này, thì cái việc mà chúng ta triển khai dự án là bình thường. Và tôi nghĩ rằng là sẽ gây được một cái hiệu quả cho dự án là rất bình thường. Cho nên tôi muốn nói một cách rất là cụ thể vào các cái vấn đề như thế này để cho chúng ta hiểu rõ về mặt giá trị, cũng như là khi chúng ta triển khai một cái dự án ha. Cái thứ nữa đó là chúng ta cũng biết đây là một dự án được quản lý và vận hành bởi Centara, một trong những cái thương hiệu quản lý rất là danh tiếng tại Thái Lan, và cũng đã có mặt ở Việt Nam và cũng đang làm rất là tốt. Và đây cũng là một trong những cái bảo chứng về chất lượng dịch vụ 4 sao tiêu chuẩn quốc tế để mà chúng ta có thể xác lập được một cái chất lượng của một dự án. Thì cái này gần như sáng hôm nay chúng ta đang ở đây và chúng ta đang bắt đầu triển khai một cái dự án mà hội tụ quá nhiều cái giá trị từ tất cả các ekip phát triển. Cho nên tôi cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là tự tin đối với dự án này. Tôi cũng đang cân nhắc mình sẽ trở thành khách hàng của dự án này nếu như mà mọi người ủng hộ tôi. Thực sự ra thì tôi rất là cảm ơn mọi người, mặc dù rằng là tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái dự án khá hấp dẫn vào thời điểm này, và tôi cũng mong rằng là những chia sẻ của chúng tôi sẽ mang lại cho tất cả các bạn cũng như tất cả quý vị có một cái góc nhìn đầy đủ, cũng như là cảm thấy rằng là đây là một cái dự án rất là tự hào trong cái hành trình mà chúng ta triển khai cái việc giới thiệu cái dự án ra ngoài thị trường đến tay người tiêu dùng, khách hàng. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tập đoàn Phát Đạt, cũng như là tất cả Phát Đạt Realty là đơn vị phát triển dự án, cũng như là tất cả các anh chị trong ekip phát triển dự án, cũng như là tất cả các bạn kinh doanh có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn ông Phạm Lâm rất nhiều với những chia sẻ của mình vừa rồi. Cảm ơn ông Phạm Lâm. Và các bạn chuyên viên tư vấn thân mến, hãy nhìn đây ạ. Chân dung khách hàng đầu tiên của chúng ta
và chúng ta phải chăm sóc khách hàng thật là kỹ các bạn nha. Và thực sự là cùng với những phần chia sẻ của ông Phạm Lâm thì Quang Quý thấy là câu chuyện của chúng ta đã xây dựng nên để có thể là tạo nên KDR Quy Nhơn. Nếu như đối với thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì những biểu tượng sẽ là chợ Bến Thành, Bitexco hay Landmark 81 đúng không ạ? Và chắc chắn là sau khi mà KDR Quy Nhơn hình thành thì khi nhắc đến Quy Nhơn thì chúng ta sẽ nhắc đến, chúng ta sẽ nhắc đến, chính xác, nhắc đến KDR Quy Nhơn. Và kính thưa tất cả quý vị, KDR Quy Nhơn là sản phẩm được đầu tư bởi Phát Đạt Corporation và Phát Đạt Realty, thành viên Phát Đạt Group. Dự án được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Sentara Hotels and Resorts. Và đặc biệt đóng góp vào sự phát triển của dự án phải nói đến sự đồng hành và hỗ trợ của DKRA Việt Nam, tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án, cũng như là các đơn vị phân phối chiến lược đã dành thời gian quý báu của mình đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trong chương trình này thì DKRA Việt Nam sẽ tiến hành nghi thức ký kết hợp tác với các đơn vị phân phối chiến lược dự án KDR Quy Nhơn. Và mở đầu chương trình sẽ là nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa DKRA Việt Nam và công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Bosland. Về phía đại diện công ty cổ phần DKRA Việt Nam, ngay lúc này Quang Quý sẽ được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu ông Trần Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tiếp thị và Kinh doanh DKRA Việt Nam. Đại diện công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Bosland xin được trân trọng kính mời ông Tô Văn Lực, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty. Xin được mời quý vị đại biểu sẽ cùng tiến lên sân khấu. Và để có thể chứng kiến nghi thức ký kết, xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Giang Châu, Giám đốc Phát triển Đại lý DKRA Việt Nam, bà Đặng Trúc Linh, CEO DKRA Libra, thành viên DKRA Việt Nam, đơn vị triển khai kinh doanh dự án. Về phía Bosland, xin được trân trọng kính mời ông Trương Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc chi nhánh Quy Nhơn. Xin mời ông Phan Tấn Tuấn, Giám đốc Phát triển Đại lý của Bosland. Xin mời. Và xin mời đại diện của chứng kiến của các đơn vị, chúng ta cũng sẽ cùng di chuyển lên khu vực ạ. Và đầu tiên xin mời các đại diện chúng ta nhìn thẳng vào camera trước ạ. Xin mời các đại diện chúng ta sẽ nhìn thẳng vào camera và cười thật tươi để chụp một tấm ảnh đầu tiên. Dạ, xin mời hai đại diện chứng kiến chúng ta cũng sẽ đứng vào vị trí của mình ạ. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với bức ảnh thứ nhất. Và tiếp theo sẽ là nghi thức ký kết. Xin mời. Và xin mời hai đại diện sẽ trao hồ sơ cho nhau kèm một cái bắt tay thật chặt được không ạ? Một trở tay để chúc mừng. Và xin được mời đại diện của Bosland sẽ tiến lên phía trước để nhận giấy chứng nhận từ DKRA Việt Nam. Xin mời. Xin mời các đại diện chứng kiến chúng ta cũng sẽ đứng qua hai bên ở phía trước ạ. Xin mời. Và xin mời anh Hiếu sẽ đại diện cho DKRA trao giấy chứng nhận cho đại diện của Bosland. Và xin quý vị cho một trở tay để chúc mừng. Rất tuyệt vời ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn đại diện của Bosland. Xin mời các anh sẽ quay trở về vị trí của mình. Xin mời đại diện DKRA Việt Nam tiếp tục nán lại sân khấu để tiếp tục đến với phần ký kết tiếp theo. Và tiếp theo sẽ là nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa DKRA Việt Nam và công ty cổ phần Sen Bình Định. Đại diện công ty cổ phần Sen Bình Định, Quang Quý sẽ được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu bà Trần Minh Hồng, tổng giám đốc công ty cổ phần Sen Bình Định. Và để chứng kiến nghi thức ký kết sẽ được mời ông Bùi Duy Thành, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Sen Bình Định và ông Đào Xuân Quân, quản lý kinh doanh công ty cổ phần Sen Bình Định. Xin mời. Và xin mời các đại diện chúng ta sẽ cùng ngồi xuống và nhìn thẳng để chụp một tấm ảnh đầu tiên ạ. Xin mời sẽ nhìn thẳng ạ. Xin mời các đại diện của chúng ta sẽ nhìn thẳng và cười thật tươi ạ. Xin mời anh Hiếu. Dạ vâng. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức ký kết. Xin mời hai đại diện của chúng ta. Xin mời đại diện của hai đơn vị sẽ trao hồ sơ và tiếp tục thực hiện hoàn thiện bản ký kết của mình. Và chúng ta sẽ cùng đứng lên trao hồ sơ cho nhau kèm một cái bắt tay thật chặt giữa DKRA Việt Nam và Sen Bình Định. Và xin mời đại diện của Sen Bình Định sẽ tiến lên phía trước để nhận giấy chứng nhận từ DKRA Việt Nam. Xin mời.
và xin một trò tay để chúc mừng. Xin được cảm ơn đại diện của Sen Bình Định ạ. Và xin mời đại diện DKA Việt Nam sẽ nán lại sân khấu. Và kính thưa tất cả quý vị, ngay lúc này đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa DKA Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát. Chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Giám đốc Hải Phát Lên miền Trung sẽ cùng tiến lên sân khấu. Và để chứng kiến nghi thức ký kết sẽ được mời ông Đàm Quang Toàn, Phó Giám đốc Hải Phát Lên miền Trung và ông Đoàn Quang Dũng, Giám đốc Kinh doanh Văn phòng Quy Nhơn sẽ cùng tiến lên khu vực ký kết. Dạ vâng, xin được mời hai đại diện chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống vị trí ký kết của mình ạ. Và xin mời tất cả các đại diện sẽ nhìn thẳng để chụp tấm ảnh đầu tiên ạ. Xin mời các đại diện sẽ nhìn thẳng và cười thật tươi ạ. Dạ vâng. Và tiếp theo sẽ là nghi thức ký kết, xin mời. Và xin được mời hai đại diện sẽ đứng lên trao hồ sơ cho nhau kèm một cái bắt tay thật chặt, xin mời ạ. Và một trò tay trên DKA Việt Nam và Hải Phát Lên. Xin được mời đại diện của Hải Phát Lên sẽ tiến lên phía trước để nhận giấy chứng nhận từ DKA Việt Nam, xin mời. Và xin một trò tay thật lớn để chúc mừng. Xin được cảm ơn các đại diện của Hải Phát Lên ạ. Và xin mời các đại diện sẽ quay trở về vị trí của mình. Mời đại diện DKA tiếp tục nán lại sân khấu. Và ngay sau đây sẽ là phần ký kết hợp tác chiến lược giữa DKA Việt Nam cùng với liên minh giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Vạn Tính và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ VV Realty. Xin được trân trọng kính mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Vạn Tính, ông Trần Đình Phúc, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Vạn Tính. Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ VV Realty, xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Tường Vi, Giám đốc Công ty sẽ cùng tiến lên sân khấu. Và để chứng kiến nghi thức ký kết, chúng tôi xin được mời quý vị đại biểu sẽ cùng tiến lên sân khấu sau đây. Xin được mời ông Trần Gia Kính, trợ lý Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Vạn Tính. Xin được mời ông Hồ Nguyễn Thanh Phương, trợ lý giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ VV Realty sẽ cùng tiến lên khu vực sân khấu. Và xin được mời đại diện của DKA Việt Nam sẽ ngồi ở khu vực giữa và hai đơn vị sẽ ngồi ở hai phía hai bên. Đầu tiên sẽ được nhờ tất cả các đại diện của chúng ta sẽ cùng nhìn thẳng để chụp một tấm ảnh ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau cười thật tươi nha. Xin được mời các đại diện. Dạ vâng. Và tiếp theo sẽ là nghi thức ký kết, xin mời. Và chúng tôi chắc chắn là cùng với nghi thức ký kết, ghi nhớ lại ngày hôm nay là một khoảnh khắc rất tuyệt vời mà chúng ta sẽ hợp tác chiến lược cùng với nhau. Thì tất cả các đơn vị sẽ đồng hành cùng với hệ thống DKA Việt Nam sẽ mang những sản phẩm tuyệt vời của KDA Quy Nhơn đến với tận tay của tất cả các khách hàng của chúng ta. Dạ vâng ạ, và xin mời ba đại diện của chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên vì có ba người cho nên là con quý nghĩ chắc là chúng ta sẽ cầm bìa hồ sơ chụp một tấm. Và sau đó chúng ta bỏ bìa hồ sơ lại và bắt tay chéo cùng với nhau ạ. Xin mời ba đại diện sẽ bắt tay chéo với nhau được không ạ? Dạ rồi, xin mời ba đại diện sẽ đặt hồ sơ xuống và bắt tay chéo cùng với nhau. Một trò tay dành cho sự hợp tác tuyệt vời này. Và xin được mời đại diện của VV Realty và Vạn Tính Land liên minh, chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước để nhận giấy chứng nhận từ DKA Việt Nam.
Và xin một trở tay để chúc mừng DKA Việt Nam, VV Realty và Vạn Tính Lên. Xin cảm ơn quý vị đại biểu và xin mời đại diện của VV Realty và Vạn Tính Lên sẽ quay trở về vị trí của mình. Và tiếp theo sẽ là phần ký kết giữa DKA Việt Nam cùng với Liên minh Công ty Cổ phần Bất động sản BR Holdings và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Bất động sản Trần Khang. Đại diện Công ty Cổ phần Bất động sản BR Holdings, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Vũ Tuấn Khanh, Tổng Giám đốc Công ty. Đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Bất động sản Trần Khang xin được mời ông Trần Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty sẽ cùng tiến lên khu vực sân khấu để thực hiện nghi thức ký kết. Và để có thể chứng kiến nghi thức, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Phạm Nguyễn Ngọc Mai, trợ lý ban giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Mia Holdings và bà Nguyễn Thị Yến, trợ lý tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Bất động sản Trần Khang. Xin mời. Và xin mời các đại diện của chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống và nhìn thẳng để có thể chụp một tấm ảnh đầu tiên ạ. Xin mời ạ. Xin mời các vị đại biểu sẽ nhìn thẳng phía trước ạ. Và chúng ta sẽ cười thật tươi nha. Rất đẹp ạ. Và ngay sau đây sẽ là nghi thức ký kết giữa TKA Việt Nam và Trần Khang Real và BR Holdings. Và sẽ được mời các đại diện của chúng ta sẽ trao hồ sơ cho nhau để hoàn thiện bản ký kết. Và chúng ta sẽ cùng nhau cầm hồ sơ để đứng lên để chụp một tấm ảnh nào. Xin mời. Dạ vâng, chúng ta sẽ cùng cầm hồ sơ lên trước nha. Và tiếp theo sau đây xin mời các đại biểu chúng ta sẽ đặt tập hồ sơ xuống và bắt tay chéo cùng với nhau ạ. Vẫn là những cái bắt tay rất chặt, một tràng bắt tay thật lớn. Và sẽ được mời đại diện của Trần Khang Real và Mia Holdings sẽ tiến lên phía trước và nhận giấy chứng nhận từ DKRA Việt Nam. Xin mời. Sẽ được mời giấy chứng nhận. Và xin một trò tay để chúc mừng sự hợp tác thành công. Rất tuyệt vời ạ. Và chúng tôi sẽ được mời ông Trần Hiếu, ông Vũ Tuấn Khanh và ông Trần Minh Quân sẽ nán lại sân khấu. Xin mời các đại biểu còn lại, chúng ta sẽ quay trở về vị trí của mình ạ. Xin mời ba anh sẽ nán lại sân khấu. Quân quý xin mời bốn chị sẽ quay trở lại vị trí của mình. Và kính thưa quý vị, để có một khoảnh khắc ý nghĩa này thì chúng tôi một lần nữa xin được mời quay trở lại những đại diện của các đối tác. Xin được trân trọng kính mời ông Tô Văn Lực, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Bossland. Xin được mời bà Trần Minh Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sen Bình Định. Xin được mời ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Giám đốc Hải Phát Lên Miền Trung. Xin mời ông Trần Đình Phúc, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Vạn Tính. Và xin được mời bà Nguyễn Thị Tường Vi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ VV Realty. Và đại diện của TKA Việt Nam cũng sẽ có những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn và tri ân, cũng như là sự chúc mừng hợp tác thành công đến với tất cả các đối tác của chúng ta. Xin mời! Và xin mời những bó hoa tươi thắm được gửi đến những đại diện của chúng tôi. Và thưa quý vị, đây chính là giây phút để có thể là đánh dấu sự thành công của dự án KDR Quy Nhơn. Và trong niềm vui hân hoan này thì chắc chắn là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chúc cho sự hợp tác sẽ luôn diễn ra suôn sẻ và thành công. Và chắc chắn là công ty cũng như quỹ đối tác sẽ ngày càng có sự phát triển rực rỡ. Và cũng giống như là
đại diện của Phát Đạt cũng như là TKA đã nói, chúng ta sẽ cùng nhau bán nhanh, bán sạch, bán hết trong vòng một nốt nhạc dự án KDA Quy Nhơn. Dạ vâng ạ, và xin mời anh Hiếu sẽ đứng ở giữa. Một lần nữa xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng di chuyển qua bên trái một chút xíu ạ. Dạ vâng. Canh khung rất đẹp ạ, để chúng ta thấy được tất cả những logo của các đơn vị ở phía sau. Và xin một tràng tay thật lớn để chúc mừng. Xin mời các đại diện, chúng ta sẽ quay trở về vị trí của mình ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị. Và các anh chị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với một nghi thức ký kết phải nói rất là ý nghĩa trong sự kiện buổi sáng ngày hôm nay. Đó sẽ là một cột mốc đánh dấu để tất cả chúng ta sẽ cùng nhau có những cái bắt tay để đưa những sản phẩm tuyệt vời của KDA Quy Nhơn đến gần hơn với tất cả các đối tượng khách hàng của chúng ta. Và từ nãy tới bây giờ, mọi người ngồi yên một chỗ, chúng ta có còn năng lượng không ạ? We'll be right back.
Mọi người chấm mọi người bao nhiêu điểm ạ? Theo trend của chúng ta phải nói gì? 2, 3. Xuất sắc, 10 điểm. Một lần nữa một tràng tay cho tất cả chúng ta. Và kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau có một phần có thể là khuấy động cả bầu không khí ngày hôm nay để giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn để cùng nhau đến với một phần cực kỳ quan trọng tiếp theo của chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó chính là chia sẻ thông tin chuyên sâu về dự án KDR Quy Nhơn. Và không để cho tất cả mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, đầu tiên thì Quang Quý xin được mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình để cùng theo dõi một đoạn clip ngắn ngay sau đây để nói về Quy Nhơn. Xin mời. Đó là những hình ảnh rất đẹp. Và Quang Quý tin chắc rằng là tất cả chúng ta khi mà đến với Quy Nhơn đều có những trải nghiệm rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Và sau khi mà tất cả quý vị chúng ta đã có được những cái nhìn và cũng như là những cái sự cảm nhận về những vẻ đẹp ở đây, thì chắc chắn chúng tôi cũng sẽ trang bị đến cho tất cả các anh chị mà chúng ta hay gọi là các chiến binh thì cần phải có vũ khí để chiến đấu, đúng không ạ? Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời một vị đại diện sẽ tiến lên sân khấu để chia sẻ những kiến thức chuyên sâu về thị trường dự án KDR Quy Nhơn. Một tràng vỗ tay để cùng nhau chào đón sự xuất hiện của ông Võ Hồng Thắng, đại diện bộ phận R&D DKA Việt Nam. Đầu tiên thì cho Thắng gửi lời chào đến tất cả các anh chị đại biểu, khách mời, quản lý của có công ty đối tác và DK Việt Nam. Và đồng thời Thắng gửi lời chào tất cả các chuyên viên tư vấn đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Thì hôm nay thì Thắng đại diện cho DK Việt Nam chia sẻ về cái tổng quan về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Bình Định. Và cái phần... bài trình bày hôm nay thì có 5 phần. Chúng ta sẽ đi về tổng quan về kinh tế xã hội, phần thứ 2 về hạ tầng giao thông, phần thứ 3 về định hướng và
tiềm năng và định hướng phát triển du lịch. Phần thứ tư về tổng quan thị trường căn hộ du lịch tại Quy Nhơn. Và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ đi về đánh giá về triển vọng thị trường của Bình Định trong những năm tiếp theo. Chúng ta biết rằng là Bình Định là một trong những, có một vị trí rất là đắc địa và thuộc cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ với cái diện tích là khoảng hơn 6.000 km2. Đến năm 2021 thì Bình Định quy mô dân số đâu đó khoảng là 1.5 triệu dân và đã tăng đâu đó là khoảng 1.4% so với năm 2020. Nếu mà chúng ta tính về tốc độ tăng trưởng dân số của Bình Định so với cả nước thì đâu đó hơn 55%. Đây là một con số khá là ấn tượng. Chúng ta thấy rằng là cái tốc độ tăng trưởng dân số này thì nó phát sinh thêm nhu cầu nhà ở đối với ở Bình Định rất là lớn trong tương lai. Và nếu mà giữ nguyên cái tốc độ tăng trưởng dân số này. Cái thứ hai nữa mà có một cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta thấy đây là cái Bình Định nó thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây là một trong năm tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đó là một trong những cái định hướng, một cái rất là quan trọng trong cái định hướng về phát triển của tỉnh. Bởi vì chúng ta biết rằng là nếu mà trong cái ngắn hạn về phát triển, về định hướng về của chính phủ thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự dịch chuyển nó ngắn, nhưng mà trong dài hạn, việc nằm trong những cái định hướng dài hạn thì chúng ta thấy rằng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc giải ngân và đầu tư công. Và chúng ta biết rằng là vấn đề này nó liên quan tới đầu tư công thì nó sẽ liên quan tới rất nhiều về nguồn vốn trong cái đầu tư hạ tầng giao thông, thì sẽ tác động trực tiếp rất nhiều đến thị trường ngành du lịch cũng như là bất động sản. Và thắc điểm qua một số các chỉ số về kinh tế rất là ấn tượng của Bình Định trong những năm vừa qua, chúng ta cũng biết rằng là 2 năm đại dịch thì nền kinh tế Việt Nam chúng ta nó ảnh hưởng rất là lớn, và có những cái tỉnh trong cái vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chúng ta thấy rằng là như Đà Nẵng tăng trưởng âm. Tuy nhiên thì năm 2021 Bình Định tăng trưởng GDP tăng khoảng hơn 4%, đâu đó là 4.1%. Đây là mức tăng khá lớn so với mặt bằng chung của cả nước là 2.58%. Điều này chứng tỏ rằng cái sức mạnh nền kinh tế Bình Định cũng khá là tốt trong thời gian vừa qua. Và đến dự kiến năm 2025, Bình Định đặt mục tiêu tăng trưởng GDP là 9.2%. Con số này khá là lớn so với bằng chung của cả nước chúng ta. Và có một cái quan trọng nữa, đó là chúng ta nhìn thấy cái thu nhập bình quân đầu người dự kiến đến 2025 là thu nhập bình quân đầu người của Bình Định là khoảng hơn 3.900 đô la. Nó cao rất nhiều so với mặt bằng chung của cả nước Việt Nam chúng ta lúc này. Về cái cơ cấu nền kinh tế, chúng ta thấy rằng Bình Định hiện tại tập trung 3 ngành mũi nhọn, trong đó ngành dịch vụ là chiếm hơn 36%. Định hướng đến 2025, ngành dịch vụ chiếm gần 40% cơ cấu nền kinh tế của tỉnh. Như Thắng nói lúc nãy, trong ngắn hạn định hướng về của chính sách nhà nước, chúng ta sẽ không thấy sự dịch chuyển quá nhiều. Tuy nhiên, về định hướng dài hạn nó liên quan tới vấn đề về rót đầu tư công vào trong những lĩnh vực mà định hướng của đây là những cái dự án mà nghiêng về phát triển du lịch, những hạ tầng giao thông mà để thúc đẩy du lịch thì sẽ được ưu tiên đầu tư. Chúng ta để ý tới những khu vực này. Và đây là chính vì định về hướng đó thì về hạ tầng giao thông thì đứng góc độ nhìn chung thì ở Bình Định hiện tại hạ tầng giao thông hiện hữu của Bình Định nó khá là hoàn thiện, và đây là một trong những tỉnh sở hữu đầy đủ 4 loại hình giao thông: đường biển, đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Tuy nhiên Thắng nhấn mạnh một vấn đề ở đây, chúng ta đang bất động sản nghỉ dưỡng thì Thắng có mặt thấy rằng có một lợi thế rất lớn đó Bình Định, đó là vấn đề về Bình Định sở hữu một sân bay. Chúng ta để ý rằng là tất cả những cái tỉnh thành mà phát triển mạnh về hạ tầng giao về du lịch ở cả nước Việt Nam chúng ta như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Quảng Ninh, Vân Đồn, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì những tỉnh thành này đều sở hữu một cái sân bay, tối thiểu là một sân bay, hoặc là trong vòng bán kính 100 km phải sở hữu một sân bay. Và nếu mà sở hữu sân bay quốc tế thì là một lợi thế rất lớn để cho tỉnh thành đó có thể thu hút được khách du lịch quốc tế. Chúng ta thấy top đầu những tỉnh thành mà phát triển du lịch đều sở hữu sân bay, và Bình Định chúng ta sở hữu một sân bay. Thắng nhấn mạnh rõ đây là một trong những lợi thế mà không phải tỉnh thành nào cũng có. Và cái thứ hai nữa đó là vấn đề về đường bộ. Về những hạ tầng giao thông đường bộ hiện hữu thì chúng ta đã có, trên bản đồ cũng có thể hiện. Tuy nhiên chúng ta nhìn lại những cái tuyến về cao tốc
Ở đây Tuấn Thắng nhấn mạnh hai cái tuyến cao tốc rất quan trọng trong cái định hướng phát triển du lịch tương lai của Bình Định, đó là cao tốc Bắc Nam trong giai đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đã được xúc tiến. Điểm rơi của những cái cao tốc này thì khoảng giai đoạn 2025 đến 2030, và đoạn qua Bình Định sẽ dài khoảng hơn 118, thân nhau không làm 118 km. Thì việc mà hoàn thành cái tuyến cao tốc Bắc Nam nó sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch nội địa từ Đà Nẵng, từ Khánh Hòa, Nha Trang Khánh Hòa di chuyển vào Bình Định rất là thuận tiện. Một tuyến cao tốc thứ hai nữa là cao tốc Bình Định Pleiku. Chúng ta biết rằng là Bình Định là cửa ngõ của vùng tiếp giáp, cửa ngõ kết nối biển của khu vực Tây Nguyên, Đông Lào và Nam Bắc Campuchia. Thì việc xây dựng tuyến cao tốc hoàn thành thì nó sẽ thúc tiến hai cái lợi thế rất lớn đối với Bình Định trong tương lai. Thứ nhất, nó sẽ giúp cho việc di chuyển hàng hóa từ những khu vực Tây Nguyên và khu vực có nước bạn qua cảng qua Bình Định nó thuận tiện hơn. Và thứ hai nữa, nó thu hút một lượng khách du lịch rất lớn từ khu vực Tây Nguyên đến Bình Định trong tương lai. Đó là hai lợi thế kép trong vấn đề phát triển cao tốc này. Và điểm rơi của các tuyến cao tốc này sẽ dao động ở mức trong giai đoạn 2020 đến 2025 đến 2030. Ngoài ra thì có một số các dự án khá là quan trọng khác, như là tuyến về, chúng ta thấy rằng là cái quy hoạch cảng quốc tế Long Sơn nó giúp hoàn thiện hơn về cái chuỗi cảng biển ở Bình Định. Và đây là một trong những cái ngành kinh, cũng là thuộc trong những cái ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Về tiềm năng du lịch, lúc nãy clip cũng đã chiếu rất nhiều các lợi thế của những cái sản vật, những cái ẩm thực của Bình Định rồi. Thì chúng ta thấy Bình Định có một, bởi vị trí nó có một lợi thế rất lớn, đó là thuộc miền Trung. Khí hậu khu vực này là nắng nóng, hai mùa nắng nóng. Hiện tại Bình Định nó khoảng 8 tháng mùa nắng, thì đây là một trong những lợi thế rất lớn để phát triển du lịch biển. Và tôi biết rằng là hiện tại Bình Định nó có, và bờ biển dài 134 km, là đây cũng là một trong những lợi thế rất lớn. Và chúng có những bãi biển Quy Nhơn là một trong những cái bãi biển mà xếp một trong những bãi biển đẹp nhất, được nhiều tạp chí thế giới xếp hạng là những bãi biển đẹp nhất thế giới. Và bên cạnh đó chúng ta thấy rằng ẩm thực của Bình Định cũng rất là đa dạng. Chúng ta nếu du lịch Bình Định, chúng ta thấy được, nếu mà trải nghiệm những ẩm thực địa phương, chúng ta thấy như là các bạn có thấy lúc nãy cũng đã chiếu rất nhiều, như là cháo lòng bánh hỏi, bún chả cá Quy Nhơn Bình Định, rồi bánh ít lá gai. Những món này Thắng cũng tới và đã thưởng thức rồi, thật sự nó rất là đặc trưng của khu vực. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng Bình Định cũng sở hữu rất nhiều các danh lam thắng cảnh, hơn 200 các danh lam thắng cảnh và có di tích được công nhận. Nó góp phần rất lớn trong cái việc thu hút khách du lịch trong tương lai. Về khách du lịch thì trong năm, chúng ta bỏ qua 2 năm đại dịch là 2020-2021, thì chúng ta biết rằng dịch Covid-19 thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái nền kinh tế cũng như là ngành du lịch. Thì gần như là chúng ta đã không các kết nối với thế giới, thì cái lượng khách nó giảm. Thì chúng ta lấy cái môn năm hoàng kim của ngành du lịch Việt Nam chúng ta là năm 2019. Năm 2019 Việt Nam chúng ta thu hút được khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế. Đây là năm mà gọi là hoàng kim nhất của ngành du lịch Việt Nam chúng ta. Thì chúng ta nhìn lại Bình Định, thì năm 2019 Bình Định thu hút được khoảng 4.3 triệu lượt khách Việt nội địa và gần khoảng 500.000 lượt khách quốc tế. Có thể rằng các bạn nghĩ rằng khách quốc tế đang thấp so với những tỉnh thành khác. Tuy nhiên chúng ta nhìn cái tốc độ tăng trưởng của lượng khách quốc tế trong vòng từ 2017 đến 2019, đó là hơn 33% một năm. Con số này khá lớn và lớn hơn rất nhiều so với bằng chung và cả nước Việt Nam, và lớn hơn rất gần như gấp 2 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân của những cái thành phố phát triển du lịch khác như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc. Về khách nội địa thì chúng ta thấy là khoảng 4.3 triệu thì tốc độ tăng trưởng khách nội địa giai đoạn 2017-2019 cũng được khoảng 13%, cũng là hai con số. Và dự kiến mục tiêu của năm 2022 là Bình Định thu hút được khoảng 145.000 lượt khách quốc tế. Tuy nhiên thì chúng ta thấy quý 1 là con số này đã gần chạm được. Rõ ràng chúng ta thấy một vấn đề ở đây là cái sự hồi phục của du lịch Bình Định nói chung, nói riêng, và hồi phục của ngành du lịch Việt Nam nói chung nó nhanh hơn dự kiến rất nhiều so với mục tiêu của tỉnh đặt ra.
trong một quý, mục tiêu gần như đã chạm được cái mục tiêu ban đầu. Về doanh thu du lịch thì chúng ta Bình Định cũng đạt mục tiêu là sẽ đạt được khoảng 65% so với đỉnh của năm 2019, thì con số này ta nghĩ là cũng sẽ vượt qua trong năm 2022 này. Và chúng ta nhìn thử là cái du lịch này so với những cái tỉnh thành khác như là Khánh Hòa hay là Đà Nẵng thì nó sẽ như thế nào. Nếu mà so với Bình, ở đây có một câu kết luận là khách du lịch ở Bình Định và nó còn khá thấp so với Đà Nẵng, Nha Trang. Tuy nhiên chúng ta nhìn về mặt hướng tích cực, ý là số liệu quá khứ là số liệu tri hồi, nhưng mà chúng ta nhìn về cái rung phát triển thì chúng ta trước hết thông số này, ý là hiện tại khách quốc tế của Bình Định thì nó chỉ bằng khoảng đâu đó khoảng 14% lượng khách của Đà Nẵng và Khánh Hòa. Năm 2019 Khánh Hòa Đà Nẵng thu hút đâu đó khoảng gần khoảng 3,5 triệu rồi khách quốc tế. Và nếu mà so với Bình Thuận thì bằng khoảng 69%. Và doanh thu du lịch của Bình Định thì khoảng 6.000 tỷ năm 2019 và bằng khoảng 19% so với Đà Nẵng. Chúng ta nhìn lại, nếu mà chúng ta nhìn quá khứ thì rõ ràng khách du lịch quốc tế Bình Thuận, Bình Định không bằng, còn rất là thấp so với hai cái tỉnh thành là Đà Nẵng và Khánh Hòa. Tuy nhiên với mục tiêu, chúng ta nhìn mục tiêu dài hạn 2015-25, nếu một việc phát triển từ 500.000 lượt khách, tốc độ tăng trưởng khoảng trung bình trước khi dịch là 33%, thì cái mục tiêu là khoảng 1.500.000 lượt khách trong 2025 là hoàn toàn có thể xảy ra. Một cái biến độ. Đây là điều này, nếu mà nhìn về tương lai, Bình Định còn sở rất nhiều tiềm năng để có thúc đẩy có thể tăng trưởng lượng khách đột biến. Chúng ta một nhìn về cơ số phòng hiện tại của Bình Định so với Đà Nẵng và Khánh Hòa. Hiện tại với số liệu hiện tại thì Bình Định về cơ sở lưu trú đạt chuẩn 4 đến 5 sao thì có 13 cơ sở, trong đó cơ sở 5 sao 4, số lượng 4, và cơ sở đạt chuẩn 4 sao là 9 cơ sở. Tổng số lượng cơ số phòng là hơn 3.200 phòng và nó tương đương với khoảng 34% so với Đà Nẵng và nó bằng khoảng 18% so với Khánh Hòa. Con số này nói là ý nghĩa gì? Bình Định trong dài hạn, trong ngắn hạn và tầm nhìn dài hạn, Bình Định đang thiếu rất nhiều các resort, khách sạn, những dự án nghỉ dưỡng đạt chuẩn 4 năm sau. Đây là một khoảng trống mà mục tiêu đề ra của trong chiến lược phát triển của du lịch của tỉnh Bình Định cũng đã đặt ra. Về cái định hướng phát triển du lịch của Việt Nam chúng ta thì tới năm 2025 thì chính phủ đặt ra là khoảng thu hút được khoảng 35 triệu lượt khách và đến 2030 thu hút được 50 triệu lượt khách. Có thể là dịch Covid-19 nó đã làm cho kế hoạch này đến 2025 bị trễ, Thắng nghĩ là trễ. Tuy nhiên về chúng ta nhìn về góc độ dài hạn thì Thắng tin rằng là tới mục tiêu 2030 con số 50 triệu lượt khách hoàn toàn có thể là con số có thể đạt được với tình hình hiện tại. Và chúng ta nhìn về cái định hướng du lịch của tỉnh đặt ra, Bình Định đặt ra là trở thành một ngành du lịch, trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn và đến 2025 là 1.500.000 lượt khách quốc tế. Và cơ số phòng là 25.000 phòng lưu trú đạt chuẩn từ 1 đến 5 sao, trong đó Bình Định sẽ thiếu, với số lượng phòng hiện tại của Bình Định, cơ sở lưu trú 4 đến 5 sao hiện tại mới hơn 3.200 phòng, thì Bình Định đến 2025 sẽ thiếu đâu đó khoảng hơn 10.000 phòng, cơ số phòng từ chuẩn 4 đến 5 sao. Đây là mục tiêu của tỉnh đặt ra. Vậy 10.000 phòng trong vòng 3 năm tiếp theo, con số này rất lớn. Xíu nữa các bạn sẽ thấy Thắng dự báo về nguồn cung trong khoảng 3 năm tiếp theo của loại hình condo và căn hộ du lịch ở cả nước và ngay cả Bình Định, thì con số này cũng nó còn thiếu rất rất nhiều với con số mục tiêu hơn 10.000 phòng đạt chuẩn 4 năm sau. Và trong đó ngành du lịch đã đóng góp 20% tăng trưởng GDP của tỉnh. Chúng ta thấy rằng gần như Bình Định đặt
du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn và là leading dẫn đầu của thị trường và điều phối thị trường. Và trong 2 năm đại dịch vừa qua, không phải riêng Bình Định mà Việt Nam chúng ta là điểm đến của những thương hiệu vận hành quốc tế. Hiện tại Bình Định đã có xuất hiện những cái thương hiệu vận hành quốc tế như Marriott, Wyndham, Accor, Miner và Centra. Đây là những cái tập đoàn vận hành quốc tế đã có mặt ở Bình Định. Vậy lợi thế của những cái tập đoàn này đến Việt Nam là gì? Họ sẽ khẳng định được cái vị thế của ngành du lịch Việt Nam trên thế giới. Họ sẽ mang khách hàng, những khách du lịch đến Việt Nam bởi vì họ có một lượng khách trung thành. Khi du lịch, họ đến Việt Nam. Họ có mạng lưới networking, có mạng lưới tourist. Họ sẽ dẫn khách quốc tế đến Việt Nam. Và họ dẫn đến Bình Định. Đây là một trong những lý do mà tại sao tôi tin rằng trong vòng đến mục tiêu 2025, con số 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra. Đến Bình Định hoàn toàn có thể xảy ra. Về nhìn chung thì về thị trường, thì hôm nay tháng focus về cái bất động sản nghỉ dưỡng, về phân khúc căn hộ du lịch. Thì nhìn có một cái kết luận, có một cái nhận định ở đây là cái nguồn cung loại hình condotel tại thị trường Bình Định khá khan hiếm. Từ năm 2016 đến nay thì tổng số lượng dự án loại hình căn hộ du lịch tại Bình Định là có 5 dự án và cái nguồn cung đâu đó là hơn 2.800 căn như các bạn thấy. Và tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy cái tỷ lệ tiêu thụ nó khá là ấn tượng. Con số rất là cao, 93%. Và có dự án ở Bình Định nó tập trung ở hai khu vực chính. Thứ nhất là cái trung tâm thành phố Quy Nhơn. Chúng ta nhìn cái bản đồ này. Và thứ hai là cái khu Nhân Hội. Vậy, nếu mà so với nguồn cung ở những hai thành phố lớn là Khánh Hòa và Đà Nẵng thì cái nguồn cung ở Bình Định như thế nào? Chúng ta thấy rằng là từ 2016 đến nay thì Khánh Hòa nguồn cung condotel là đó là hơn 15.000 căn đến từ 25 dự án. Đà Nẵng là hơn 10.000 căn và Bình Định chúng ta là chỉ có khoảng hơn chưa tới 2.900 căn và nguồn cung này nó bằng khoảng 28% Đà Nẵng và bằng 19% Khánh Hòa. Nguồn cung về căn hộ du lịch ở Bình Định nó còn rất là khiêm tốn và nó còn rất là nhỏ so với hai cái địa phương phát triển khác như Thắng nói. Và năm 2021, số liệu của phòng hiện tại là Bình Định nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 2% nguồn cung condotel của cả nước. Chắc là các bạn sẽ nghĩ rằng là cái loại hình này nó có nhiều cái trắc trở. Tuy nhiên thì chúng ta có một cái nhận định mà Thắng cũng chia sẻ thế này. Ý là tất cả những gì mà khó khăn của loại hình về căn hộ du lịch này nó đã trải qua rồi. 2019, 2020, tháng nghỉ 2021 là cái thời gian mà những cái gì khó khăn nhất, những cái gì mà có thể nói là khổ ải nhất của bất động sản nghỉ dưỡng. Và tất cả những cái tín hiệu hiện tại đều cho thấy rằng cái sự phục hồi của du lịch nó cũng sẽ thúc đẩy cái sự phục hồi của bất động sản nghỉ dưỡng, trong đó có loại hình condotel này. Chúng ta thấy rằng cái tỷ về mặt bằng giá, nếu mà so sánh giá mặt bằng giá của Bình Định và những hai cái thành phố, hai cái khu vực địa phương là Đà Nẵng và Khánh Hòa, thì mặt bằng giá Đà Nẵng hiện tại đang dao động ở mức 40-120 triệu đồng một mét vuông. Thì giá trung bình đó 70 triệu, thì Khánh Hòa thì hiện tại là 40-95 triệu và giá trung bình của loại hình này ở bên Khánh Hòa là 63 triệu. Riêng Bình Định mức giá hiện tại là dao động từ 31-84 triệu và mặt bằng giá là khoảng trung bình là khoảng 51 triệu đồng một mét vuông. Và giá này nó bằng đâu đó khoảng 73% so với Đà Nẵng và nó bằng khoảng 81% giá của Khánh Hòa.
Nhìn chung thì mặt bằng giá sơ cấp trung bình tại Bình Định nó còn khá thấp so với hai địa phương này. Tuy nhiên, trong cái điều kiện mà cái tiềm năng phát triển của Bình về du lịch, về cơ sở hạ tầng giao thông, về định hướng phát triển, thì giá này nó còn cơ hội tăng rất là lớn. Nhất là những cái dự án nằm ở những vị trí đắc địa. Như Lâm lúc nãy có chia sẻ, trong 2 năm đại dịch vừa qua, bất động sản có giảm. Tuy nhiên thì những vị trí, những cái bất động sản có những vị trí gọi là duy nhất đắc địa ở những khu vực CBD như ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái thành phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội thì nó lại tăng. Không, cái này các bạn có thể kiểm chứng, cái này hoàn toàn đúng. Bởi vì cái tính duy nhất nó rất là quan trọng trong vấn đề này. Về dự báo nguồn cung trong 2022 và tầm nhìn đến 2023 và 2024, thì trong 2022 thì nguồn cung condotel ở Bình Định dao động ở khoảng 1.200 căn và cả nước sẽ nằm ở mức khoảng 3.500 căn. Và đến 2023 và 2024 thì cái nguồn cung của Bình Định sẽ dao động ở mức khoảng 2.500 căn và cả nước là khoảng 12.500 căn. Đây là chúng ta thấy rằng cái nguồn cung này, quay lại con cái nguồn cung này, 2.500 căn, 1.200 căn là chưa tới 4.000 căn. Trong khi Bình Định tới 2025 đang cần khoảng hơn 10.000 phòng đạt chuẩn 4 đến 5 sao. Chúng ta thấy hiện tại cái room còn thiếu không? Còn thiếu rất nhiều. Và cái kết luận về cái một số nhận định về cái thị trường căn hộ du lịch ở Bình Định, thứ nhất là cái khẳng định lại là nguồn cung là khá là khan hiếm. Việc mà chúng ta có sản phẩm bây giờ cộng với cái những điều kiện mà hiện tại thị trường đang có sức cầu, đang có dấu hiệu tăng trong thời gian vừa qua là một trong những cái lợi thế mà chúng ta có thể nắm bắt được đối với dự án này. Cái thứ hai nữa là như Thắng nói, số liệu của phòng cho thấy là cái sức cầu bắt đầu tăng trong từ khi chúng ta mở cửa lại nền kinh tế. Những dự án đưa ra thị trường có tốc độ bán hàng tương đương và tỷ lệ tiêu thụ đều trên 70% trong đợt mở bán hàng đầu tiên. Mặc dù nguồn cung nó khá là khiêm tốn. Và cái có dự án ở Quy Nhơn hiện tại, Bình Định hiện tại tập trung chủ yếu ở thành phố Quy Nhơn. Như trong lúc nãy chúng ta phân bổ thấy. Và đây là một trong những cái lợi thế. Cái thứ tư nữa là mặt bằng giá ở Quy Nhơn, Bình Định Quy Nhơn hiện tại nó vẫn còn khá thấp so với những cái địa phương phát triển khác. Ý là cái dư địa tăng giá nó vẫn còn rất nhiều đối với thị trường này. Trong cái điều kiện thị trường, trong những cái điều kiện mà tiềm năng trong tương lai. Và đối với thị trường Bình Định thì chúng ta thấy rằng nó đang thiếu rất nhiều các dự án mà được vận hành bởi những cái thương hiệu vận hành quốc tế 4 đến 5 sao. Và đó là lý do tại sao mà cái dự án chúng ta khi mà phát triển thì cố gắng là hợp tác với Centara để đưa cái thương hiệu quốc tế 4 sao vào. Và đây là một trong những điểm cộng rất lớn giúp cho khách hàng có niềm tin vào dự án, niềm tin vào trong vấn đề vận hành và khai thác trong tương lai. Về triển vọng thị trường thì có một số có triển vọng sau trong vòng tầm nhìn khoảng 5 năm tiếp theo. Thứ nhất là ngành du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Bình Định thì nó hoàn toàn để giúp chúng ta tin tưởng rằng cái việc mà đầu tư công và có sự quan tâm của chính quyền để thúc đẩy cái sự phát triển du lịch của địa phương là hoàn toàn có cơ sở. Cái thứ hai nữa là hệ thống hạ tầng giao thông càng còn hoàn thiện và được chú trọng đầu tư như Thắng trình bày lúc nãy. Rất nhiều cái dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đã được đầu tư. Việc mà nâng cấp, định hướng nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát. Việc xây dựng có tuyến cao tốc mới được ưu tiên. Rồi việc hoàn thiện có tuyến đường liên kết vùng. Rồi sự xây dựng thêm cảng biển
tất cả những dự án hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư. Và thứ tư nữa, đó là sự thị trường trong Bình Định trong thời gian vừa qua có sự tham gia rất nhiều các chủ đầu tư có thương hiệu, có năng lực tài chính và có kinh nghiệm phát triển. Chúng ta thấy rằng có Hưng Thịnh đã tham gia thị trường, có tập đoàn Phát Đạt đã tham gia thị trường, có HCC, có rất nhiều các chủ đầu tư lớn đã tham gia thị trường. Và chúng ta biết rằng khi mà những chủ đầu tư lớn tham gia thị trường thì nó tạo lên một cái sức hút cho cái khu vực. Nhất là những cái dự án mà được đầu tư, quy mô lớn được đầu tư bài bản. Và cái cuối cùng là cái sự gia nhập của thị trường của rất nhiều các thương hiệu vận hành quản lý 4 đến 5 sao quốc tế. Hắn cho rằng đây là một trong những cái key và những cái chìa khóa rất quan trọng để khẳng định được cái vị thế của Bình Định trên bản đồ du lịch ở Việt Nam và bản đồ du lịch của quốc tế. Không dễ gì chúng ta có thể kéo được Marriott về Bình Định. Không dễ gì chúng ta có thể kéo được Accor về. Và với tất cả những cái yếu tố này, ngoài ra thì chúng ta thấy rằng về pháp lý, thắc nói sơ một chút về pháp lý nữa, là chúng ta thấy rằng cái vấn đề về pháp lý Conotel thì cũng đã được dự thảo trong dự thảo để có thể cấp sổ. Có thể là điểm rơi nó hơi kéo dài một chút, có thể là 3 đến 5 năm, tuy nhiên thì ít nhất cái việc tháo gỡ về pháp lý cũng đã được Bộ Xây dựng xúc tiến rất là nhiều. Và cộng với tất cả những cái yếu tố này thì anh tin rằng cái thị trường Conotel cũng như là cái thị trường bất động sản nghỉ dưỡng của Việt Nam chúng ta cũng như là thị trường bất động sản ở Bình Định nó sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian sắp tới sau cái giai đoạn này. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã có lắng nghe và chúc cho tất cả dự án chúng ta có bán thành công trong giai đoạn này. Cảm ơn. Xin được cảm ơn ông Võ Hồng Thắng, đại diện bộ phận R&D DKI Việt Nam. Và cùng với những phần chia sẻ của ông Thắng vừa rồi thì mọi người đã thấy là ở thời điểm hiện tại thị trường Quy Nhơn của chúng ta cũng đang có rất là nhiều những tiềm năng để tất cả các mọi người chúng ta có thể yên tâm hơn và chia sẻ cùng với quý khách hàng của mình, đúng không ạ? Và không dừng lại ở đó, ngay sau đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp và cập nhật thêm những thông tin từ concept và ý tưởng kiến trúc dự án dành cho tất cả chúng ta. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu đại diện của GSA Studio. And now we would like to invite Mr. Matt Young, General Director, representative from GSA Studio to come on stage and share some information to everyone. Xin mời. First, I'd just like to say what an honour it is to be here with all our distinguished guests and with you, the sales team, who are going to bring this fantastic project to the people of Vietnam. Lời đầu tiên, tôi xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người có trong thính phòng và xin cảm ơn mọi người đã mời tôi đến buổi lễ ngày hôm nay. Tôi đã có một cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời và không khí tổ chức ở đây rất là tôi rất là thích ạ. GSA has four key pillars when we approach any design. We always tailor our approach to the site, to the people, to the culture that we work within. The second thing is we have a proven collaborative process. We work with our clients, we work with the local community. We have multidisciplinary expertise. We're not just architects, we're interior designers, landscape. And we work with the community because the community, particularly in Quy Nhơn, is so special. It's such a unique place. Và sau đây là 4 điểm tôi sẽ trình bày ngắn gọn cho tất cả mọi người trong khán phòng được hiểu. Đầu tiên, đó chính là chúng tôi đã có một cái phương pháp tiếp cận đã được thiết kế riêng dành cho từng khách hàng. Group ESA là một tập đoàn và có một cái hướng đi cũng giống như là phương thức kinh doanh tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi là một nhóm gồm những chuyên viên đã cộng tác với nhau và làm việc với từng khách hàng để bảo đảm rằng mỗi một khách hàng hài lòng với dự án mà chúng tôi mang đến. Thứ hai, đó chính là chúng tôi có thể hiện được, minh chứng được thông qua các dự án trước đây. Chúng tôi thể hiện chúng tôi có một quá trình kết hợp đầy thành quả xuất sắc. Một nền văn hóa tiếp cận nhanh và đồng thời tiếp thu nhanh. Chúng tôi phản hồi rất nhanh với những tiêu chuẩn đề ra cho từng dự án. Đồng thời, trong các bạn có thể thấy được rằng số lượng khách hàng quay lại với chúng tôi rất cao. Điều đó thể hiện chúng tôi mang đến sự hài lòng cho các khách hàng. Điểm thứ ba,
Đó chính là chúng tôi có những chuyên viên và những chuyên gia trong ngành thiết kế tạo ra sự hiệu quả và cam kết mang đến giá trị vượt trội. Việc chúng tôi tạo ra một đội ngũ liên tục trao đổi những ý tưởng khác nhau, mặc dù chúng tôi có những vị trí văn phòng khác nhau trên khắp thế giới, nhưng chúng tôi luôn bảo đảm các nguồn ý tưởng này được trao đổi và chia sẻ nhằm mang đến sự hài lòng cao cấp nhất dành cho với các dự án mà chúng tôi được yêu cầu thực hiện. Và điểm cuối cùng đó chính là cộng đồng, chính là điểm trọng tâm và điểm nhấn ở trong trái tim mà chúng tôi luôn hướng đến. Chúng tôi đưa ra những giải pháp đáp ứng không chỉ đơn giản là yêu cầu của khách hàng, mà chúng tôi còn hướng đến cộng đồng mà khách hàng đó ở trong. Và các phương pháp này đã được gắn kết sâu sắc vào trong tư duy hoạt động hàng ngày của chúng tôi, và đồng thời được thể hiện rõ ràng trên các bản thiết kế, cả về cảnh quan bên ngoài và thiết kế bên trong. Do vậy, chúng tôi mời bạn hãy đến và trải nghiệm và làm việc với những chuyên viên thiết kế cao cấp của chúng tôi. Và một điều nữa chúng tôi muốn nói đó chính là các dự án của chúng tôi đều được yêu thích bởi những người quan trọng nhất, những người thật sự đặt tâm huyết vào trong dự án. Xin hết. At GSA, we have a very wide range of experience. The most important today, obviously, is hotels and leisure. Obviously, we also work in living, workplace, education. We design cities and places, retail and infrastructure. But today, we celebrate tourism. Và trên đây, như trên màn hình, chúng ta có thể thấy được, chúng tôi là một tập đoàn bao gồm tất cả 8 lĩnh vực. Và đây là những điểm mạnh. Đầu tiên, đó chính là không gian sống. Thứ hai, đó chính là nơi làm việc, kinh doanh thương mại. Thứ ba là về giáo dục. Thứ tư là về các thành phố đô thị, kiến trúc đô thị. Và thứ năm, đó chính là các tập đoàn và dự án cộng đồng như là thư viện, các trung tâm chăm sóc sức khỏe, v.v. Tiếp theo là phần khách sạn và giải trí. Sau đó là ngành bán lẻ hoặc những khu phức hợp. Và cuối cùng, đó chính là hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông và các cơ sở hạ tầng phần mềm khác. We have a large team on this project. We've engaged in both landscape architecture and architecture. We also do interior design and urban design. Và trên màn hình tiếp theo đó chính là 4 kỹ năng chuyên sâu mà chúng tôi là những bậc thầy giỏi nhất. Đầu tiên đó chính là về kiến trúc, thứ hai là thiết kế nội thất, thứ ba là cảnh quan mặt bên ngoài và cuối cùng đó chính là kiến trúc đô thị. So GSA has a very strong studio here in Vietnam. We have over 60 people and we have 230 people internationally. We've been working 8 years here in Vietnam. I've been here the whole time. And 40 years, over 40 years since 1979, we were started in Australia. And we're very pleased to say PDC are one of our 78% repeat clients. Và trên màn hình là một những con số ghi dấu ấn thành quả của chúng tôi trong hơn 40 năm. Đó chính đầu tiên, chúng tôi có tất cả hơn 60 studio tại Việt Nam và 8 năm ở tam thải thị trường Việt Nam, hơn 500 đô các dự án và 4 studio tại các thành phố Sydney, Hồ Chí Minh, Brisbane, Melbourne, 230 các chuyên viên đến từ khắp các quốc gia trên toàn thế giới và hơn 40 năm kinh nghiệm mang tầm vóc quốc tế. Tỷ lệ khách hàng quay lại với chúng tôi và tiếp tục theo các dự án khác cùng chúng tôi là hơn 78%. We have a very strong leadership team in here. I've been lucky enough to be here since 2012. We also have a very strong leadership team in Australia, but I won't introduce them all today. Và trên màn hình là đội ngũ nòng cốt của chúng tôi được thành lập bắt đầu từ năm 2012. And now I'd like to go through a few projects. So this is a project that we're doing up in Haiphong. It will be coming onto the market next year. And much like the project we're looking at today, it taught us about setting a new icon for a new city. Và sau đây tôi xin được trình bày một số dự án của GSA tại Việt Nam. Đầu tiên đó chính là Dragon Đồ Sơn ở tại Hải Phòng. Đây là một dự án được thai nghén vào trong thời kỳ COVID và trên theo kế hoạch sẽ được bắt đầu chào đón khách du lịch vào trong đầu năm sau. Dragon Đồ Sơn đưa ra một hình tượng khác biệt và một dấu ấn mang đến những tiêu chuẩn đặc biệt cho về ngành du lịch đối với những cái khu vực kề cận và trong khu vực của Hải Phòng.
This is Ibis Styles in Brisbane in Australia, one of our earlier hotels. Very much aimed at a younger market. Và Ibis Style tại Brisbane, Australia cũng là một khách sạn. Also in Quy Nhơn, we look at master planning. We always look to preserve the environment, to preserve the nature of the place, and to engage with the site. Và chúng tôi cũng gửi lời mời các bạn hãy đến với Vĩnh Hội. Đây là kế hoạch tổng thể của Vĩnh Hội để các bạn có thể trải nghiệm được thế nào là thiên nhiên được kết hợp với lại kiến trúc. This is Moxie Hotel, another Marriott branded property, but this one's in Sydney, Australia. Also coming onto the market this year. Và Moxie Hotel ở tại Sydney cũng là một khách sạn được thiết kế nhắm đến những tầng lớp du lịch, những khách hàng du lịch ngày càng trẻ tuổi hơn. We're also working for the Ritz-Carlton, another Marriott property in Hanoi. Và cuối cùng là dự án Ritz-Carlton ở tại Hà Nội. And Fairfield, another Marriott property, Fairfield and Element, also Hanoi. Fairfield và Element là hai thương hiệu trong cùng một tòa nhà với mặt ngoài là kiến trúc hoa sen và cho phép dự căn hộ được thay đổi kích thước và phục vụ các dịch vụ lưu trú khác nhau ở các tầng khác nhau. Đây là một dự án đặc biệt, tinh tế, thể hiện sự trang nhã. This is a fantastic project that we did in China. It was we were asked to engage with the cultural building practices. And this was done by our head of design here in Vietnam, by Alina Valsas. Và trên màn hình là dự án của Alina Valker, hiện là giám đốc thiết kế của GSA tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là dự án được lấy thiết kế cảm hứng từ vùng núi ở Trung Quốc. Từng những cái hình ảnh hoặc là từng cái mảng tường được vẽ và lấy cảm hứng từ con người, từ vùng núi và từ nền văn hóa, tạo nên sự khác biệt. This is one of our first hotel projects. It's probably one of our most famous, the Hilton in Fiji. Tại đảo quốc Fiji, Thái Bình Dương, đây là một trong những khách sạn nổi tiếng của tập đoàn Hilton. Đây là một dự án nổi tiếng hơn cả của tập đoàn GSA, là một điểm đến của tập đoàn Hilton. Dự án có cảnh quan, kiến trúc và thiết kế nội thất tuyệt đẹp do GSA cấu tạo nên. Và đây là một nơi nghỉ dưỡng vô cùng sang trọng, giúp cho du khách thật sự hoàn toàn trải nghiệm và đắm chìm cùng với thiên nhiên. And now I want to talk about this beautiful Centara property, Cardia, in Quy Nhơn. Và bây giờ chúng tôi sẽ muốn giới thiệu về Cardia và vô cùng tự hào với những thành tựu vừa rồi. Chúng tôi vô cùng hào hứng khi được hợp tác cùng tập đoàn Phát Đạt. Like I say, we're very honored to work on this project. It is such a unique site. It's in the city, it's on the beach. It has access to all the culture of Quy Nhơn, but all the peace of the bay. It is truly one of the most unique sites I've ever worked on. Cardia là một dự án mà chúng tôi có thể nói đó chính là nhất vị và nhị hướng với cái vị trí vô cùng độc đáo, và chúng tôi cũng được lấy nguồn cảm hứng rất nhiều từ chính đất, từ chính thành phố Quy Nhơn chứ không phải từ bất kỳ một cái ý tưởng nào khác. Với biển, vịnh và một tầm view ra ngoài ôm trọn lấy bãi biển, tôi có thể thấy Cardia Quy Nhơn chính là nguồn cảm hứng to lớn, và đây cũng là cơ hội tuyệt vời cho tất cả các nhà thiết kế của chúng tôi có thể nâng cao được kỹ năng tầm nhìn, cũng giống như là mang đến thổi hồn đến cho thành phố Quy Nhơn bởi chính sóng biển, bởi chính những vịnh núi và vịnh biển. It was very easy to work on this project because there's so much to draw inspiration on. Quy Nhơn is such a rich cultural area. It has the Champa culture, it has the beaches, it has the handicrafts, it has the local buildings, and above all, it has that stunning bay and beach. Không chỉ tọa lạc tại thành phố sôi động của Quy Nhơn, mà tôi còn biết được bề dày văn hóa và lịch sử của vùng đất này với rất nhiều làng nghề, làng chài, đồng thời với rất nhiều đặc sản và nền văn hóa bề dày lịch sử vừa rồi. Tôi tin rằng đây chúng tôi sẽ được truyền cảm hứng nhiều hơn và cũng mang đến cho tất cả các du khách, mang đến cho Quy Nhơn một tầm cao mới, đón chào những du khách quốc tế và được thỏa mãn với không khí nồng ấm, thân thiện của thành phố này. When we look for inspiration, we look to the ocean, we look to the sand, we look to the ripples in the water, and quite simply,
our building was shaped by the elements that we found. Và khi chúng tôi đặt chân đến Quy Nhơn, điều khiến cho tôi cảm thấy xúc động và chạm đến nhiều nhất, đó chính là những gợn sóng lăn tăn trên bãi biển, đó chính là làn gió mát, đó chính là những vịnh bao ôm đáy vùng đất liền, và đó là nguồn cảm hứng to lớn để chúng tôi mang đến thiết kế như các bạn đang thấy. And we believe working with Fat Duck Corporation, with our kin, with the whole team, we've created a new icon for Quy Nhơn and for the central area of Vietnam. Và chúng tôi hứa hẹn sẽ mang đến một dấu ấn mới, một hình tượng, biểu tượng đặc trưng cho thành phố Quy Nhơn để cho tất cả các chúng ta cũng giống như là cùng phát triển với sự phát triển vượt bậc của Quy Nhơn và Việt Nam. Thank you very, very much. Cảm ơn sự chú ý của các bạn. Thank you so much, Mr. Matthew, for your presentation. Thank you. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, và vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với phần chia sẻ của Matthew đến từ GSA Studio. Và cái điều mà không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà cái điều mà Quang Quý không thể rời mắt khỏi cái slide á là những cái hình ảnh cuối cùng, cái thiết kế cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Mọi người thấy thiết kế của cái KDA Quy Nhơn tuyệt vời không ạ? Yeah, một trở tay lớn hơn nữa được không ạ? Cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Và kính thưa tất cả quý vị, tiếp theo chương trình sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin về thiết kế bên ngoài rồi, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đi sâu vào trong nữa để có thêm là những thông tin chia sẻ với khách hàng của, đặc biệt đó chính là về thiết kế nội thất của dự án. And now we would like to invite Mr. Chris Mullavy, General Director of Brad Design Group, to come on stage and share more information to everyone today. Một tràng tay dành cho ông Chris Mullavy. Thank you, everybody here today. Thank you, distinguished Fat Duck Corporation teams, DKRA teams, and distinguished guests, Centara, GSA. Thank you. Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả mọi người cũng như là tất cả các đối tác đang có mặt tại đây. Và sau đây tôi xin được trình bày phần của mình. I'm here today just to introduce briefly our company. So our company, Red Design Group, has been founded in Australia 20 years ago. During our time in Australia, we have acquired clients including Crown Resorts, Star Entertainment Group, Uniqlo Australia, and our leadership team is made up of myself here in Vietnam, Ms. Thu An, General Manager of Vietnam, and our Creative Director and Associate Teams in Australia. Và sau đây trên màn hình là đội ngũ nòng cốt của chúng tôi, và đặc biệt tôi muốn nhắc đến Ms. Thu An là Tổng Giám Đốc tại Việt Nam. Và tập đoàn Red được thành lập tại Úc năm 2012 là sự kết hợp thiết kế và kiến trúc nội thất. Và chúng ta đã phục vụ hơn 200 khách hàng đến từ khắp nơi trên thế giới, điển hình những quốc gia đáng chú ý như Úc, New Zealand, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Anh Quốc. Some of our major projects in Australia include Crown Resorts. They are one of our major clients. Similar with GSA, we have a very proud reputation of repeat clients that join our company. This particular project is a 400-seat all-day dining restaurant, pool deck, VIP pool bar and VIP cabana area. Và trên màn hình đây chính là dự án mà Red đã tham gia vào, hơn 100 dự án của Crown tại Melbourne và Perth. Trong đây có rất nhiều những khu vực dành cho các vị trí VIP quan trọng, bao gồm cả khu vực hồ bơi, bể tắm và khu vực đón chào khách VIP. With a casino project and a hotel project, the expectation is high. So the finishing needs to be premium, it needs to be clean, and it needs to speak to a resort feel as well. Và bởi vì đây là một dự án mang tầm vóc quốc tế với thiết kế đẳng cấp, chúng tôi luôn phải bảo đảm rằng các yêu cầu cao cấp của những khách hàng mang đã từng có kinh nghiệm trải nghiệm những nơi tuyệt đẹp nhất trên toàn thế giới, và chúng tôi bảo đảm rằng phải đáp ứng được nhu cầu của họ. Do vậy chúng tôi cần mang đến được cho họ những thiết kế đặc biệt, sự sạch sẽ, đồng thời khoảng cách không gian đầy đủ và thoải mái. Within the Australian market there is also another sector which we call clubs and hotels. It is different to hotels in Vietnam. These particular clubs are usually comprised of membership groups up to 25,000 to 30,000 people.
This particular club, the Earlwell Badwell Park RSL, is a fine example of one of these clubs looking to elevate their market and compete locally at a higher sector. Và trên màn hình chúng ta là một dự án khác mà chúng tôi đã tham gia vào, Earlwood Badwell Park tại Sydney và Úc. Đây cũng là một dự án mang được tầm vóc quốc tế và đẳng cấp. Chúng tôi được yêu cầu sự tỉ mỉ, sự chỉnh chu, cũng giống như là bảo đảm được các thiết kế đã làm sao để cho các khách quốc tế họ nhìn vào và họ cảm thấy được đây là một không gian sang trọng và họ luôn có cảm giác sẽ quay lại lần nữa. Another one of the clubs that we have worked on is called Tradies. So the Tradies Gomera is another private-owned club, 25,000 to 30,000 membership groups. Our role here was to reinvigorate all of the public spaces, including the casino, main lobby, restaurant areas. Và đây là một thành quả khác của chúng tôi cũng tại Úc. Với một thiết kế tổng quan mặt sàn, mình nghe được là khoảng 25.000 mét vuông. Khu vực này bao gồm các sảnh lớn, khu vực đón chào khách, cung cấp dịch vụ concierge cho khách hàng. Whenever we're developing interior design concepts or concepts for public spaces, we always try and lean on several different topics, including local landscapes, local culture, natural beauty. Và nói về dự án KDA thì đây chính là cảm KDA chúng đây chính là cảm hứng thiết kế của chúng tôi. Chúng tôi khám phá thế giới bên dưới làn nước biển xanh thẳm và chúng tôi nhấn mạnh vẻ đẹp của biển Quy Nhơn nằm ở sự huyền bí. Và thiết kế của chúng tôi sẽ lấy cảm hứng từ vẻ đẹp san hô, tự nhiên và các sinh vật biển thể hiện qua nhiều màu sắc rực rỡ. Đối với Red, cách tinh tế để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sức hấp dẫn dưới đáy biển là thông qua thiết kế lấy cảm hứng từ san hô để truyền tải cảm giác huyền bí kỳ diệu của đại dương. For this particular concept, we leverage the architecture concept of the waves and the elements. So we refer to the water and we refer to the mystery that happens underneath the water. Và như vậy chúng tôi sẽ muốn nhấn mạnh nhiều vào làn nước. So when we're looking at the mood boards and what happens underneath, we try and derive inspiration from the colors and the textures of the beach and the water, the coral, and the landscapes below. Và trên màn hình đó chính là năm màu thiết kế chủ đạo mà chúng tôi sẽ mang đến cho phần nội thất bên trong. When this translates to a material and finish board, it's the combination of soft and hard surfaces and textures within the space. Và chất liệu nội thất sẽ là sự kết hợp giữa hiện đại và cổ điển. Chúng tôi sẽ mang đến một cảm giác cho khách hàng cảm nhận được. Đó chính là nội thất của KDA vẫn sẽ mang tính hiện đại nhưng đồng thời vẫn thể hiện lồng ghép được các thiết kế liên quan đến thiên nhiên. So when we look at the first interpretation of the two-bedroom apartments. So these bedrooms and apartments have been a very close collaboration between PDC, DKRA, for market relevance and Centara, so we can maintain an operational standard that is international. Yeah. So when we are looking at the first interpretation of the spaces, we are working very closely with DKRA, with Centara and PDC to make sure we deliver an international standard. Và với thiết kế về bếp và đồng thời tủ quần áo cho khách hàng, chúng tôi làm việc chặt chẽ với Centara cùng với lại DKRA để bảo đảm rằng các yêu cầu thiết kế của khách hàng được đáp ứng. Whenever we're developing the spaces, we make sure that we have ample living areas for lounging and that the feel and the finishing of the space is maintained at a high standard. And we are able to see the theme and the narrative that we have selected for this apartment come through. Và khi chúng ta nhìn vào các thiết kế của phòng ngủ và phòng tắm, chúng tôi luôn muốn bảo đảm rằng khi khách hàng bước vào nhận lấy căn hộ hoặc là bước vào để nghỉ dưỡng, họ nhìn thấy được rõ ràng những cái chủ đề, những cái hình ảnh mà chúng ta đã hứa hẹn từ đầu và họ cảm nhận được điều đó thông qua nội thất bên trong. The spaces are consistently luxurious, but approachable for everybody.
So we ensure that our master suites have ample room for lounging, for working, for relaxing, and then this is then reflected again into the master ensuite. Và tương tự với phòng ngủ chính master suite, tôi luôn bảo đảm rằng đây là một nơi vừa có thể nghỉ ngơi, vừa có thể tận hưởng được không gian thoải mái, đồng thời vẫn có thể trải qua những giây phút vui vẻ bên cạnh người thân và gia đình. Và điều này bảo đảm được tuy là nội thất sang trọng nhưng chắc chắn sẽ mang đến sự hài lòng và vẫn bảo đảm được cảm giác thân thiện cho mỗi du khách khi bước đến. So we thank you to all of the teams. We look forward to delivering the new variations of different rooms and moving into the public spaces. Xin cảm ơn sự chú ý của tất cả mọi người ạ. Thank you so much for your sharing. Xin được cảm ơn ạ. Và kính thưa tất cả các anh chị thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu từ bên ngoài vào ở bên trong rồi, đúng không ạ? Để chúng ta biết rõ được là KDR Quy Nhơn trong tương lai khi thành hình sẽ mang đến cho tất cả các khách hàng của chúng ta những giá trị hữu hình như thế nào. Tuy nhiên, đó sẽ là những giá trị mà chúng ta sẽ nhìn thấy được một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà cái quan trọng hơn là gì ạ? Là giá trị vô hình. Đó là những trải nghiệm của quý khách hàng của chúng ta khi trở thành những chủ nhân của KDR Quy Nhơn sẽ ra sao, phong cách sống như thế nào, những sự tận hưởng sẽ tuyệt vời ra sao. Ngay bây giờ, quan quý sẽ được mời tất cả các anh chị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình để cùng nhau theo dõi một đoạn phim ngắn ngay sau đây. Xin mời. Chúng tôi là một, một vị thế độc tôn ngay quảng trường trung tâm thành phố. Với tầm nhìn trực diện biển, một tinh thần thư giãn và đầy hứng khởi, tươi sáng tim mơ, cho đến đêm muộn, một trải nghiệm sống đặc quyền, đậm dấu ấn thượng lưu. Nơi sở hữu thiên nhiên tuyệt đẹp và những di sản văn hóa lâu đời trên miệt đất võ hào hùng, nơi ghi lại các dấu ấn vị thế quốc tế trải nghiệm. Một dự án thuộc tổ hợp thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ du lịch biển Ngô Mây đẳng cấp quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại Quy Nhơn, được đầu tư và phát triển bởi các thương hiệu hàng đầu. KDR Quy Nhơn, the finest big friend living. Và chúng ta có thể cho một tràng hoa tay thật lớn với những hình ảnh tuyệt vời vừa rồi được không ạ? Và thưa quý vị, không biết là tất cả các bạn hay chia sẻ với khách hàng của mình như thế nào, nhưng mà với riêng bản thân Quang Quý á, thì Quang Quý hay nói như thế này: khi mà mọi người theo dõi những đoạn clip vừa rồi thì chính bản thân của chúng ta sẽ có thể tưởng tượng được tương lai chúng ta trở thành những chủ nhân của KDR Quy Nhơn, thì chúng ta sẽ trở thành những hình ảnh của chính những diễn viên trong đoạn clip vừa rồi, tận hưởng rất là nhiều những tiện ích, những đặc quyền chỉ có riêng của cư dân của chúng ta đã có mà thôi. Và một trong số những tiện ích và những đặc quyền đó mà chủ đầu tư Phát Đạt Corporation của chúng tôi đã rất có tâm để có thể là tìm hiểu và cũng như là tìm kiếm và kết nối mang về với Quy Nhơn nói chung và dự án của chúng ta nói riêng, đó chính là gì ạ? Đơn vị quản lý và vận hành Sensora Hotels and Resorts. Và ngay bây giờ, con quý xin mời tất cả quý vị một lần nữa sẽ cùng hướng mắt về màn hình để cùng nhau theo dõi một đoạn clip ngắn về Sensora. Xin mời.
xin một tràng hoa tay dành cho Sensora. Và các anh chị thân mến, như vậy là từ nãy đến bây giờ thì chúng ta đã cùng đến với rất là nhiều những thông tin về thị trường, về kiến trúc, về concept và về nội thất mà tất cả các chuyên gia cũng đã chia sẻ cùng với tất cả chúng ta trong ngày hôm nay. Và không dừng lại ở đó, trước khi đến với sự kiện này thì Quang Quý tin chắc rằng tất cả các anh chị đã tìm hiểu rất là nhiều về thông tin của dự án của chúng ta, đúng không ạ? Trước khi có một cái phần chia sẻ cùng với tất cả mọi người, cho Quang Quý được hỏi là ở đây ai đang rất tự tin với những kiến thức nắm trong tay về KDR Quy Nhơn của chúng ta? Giơ tay lên ạ. Ai đang tự tin ạ? Sao dè yếu xìu vậy? Ai đang tự tin ạ? Dạ vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và chúng tôi rất là hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay, cái sự tự tin và cái sự gọi là phản hồi lại sự tự tin đó của tất cả mọi người sẽ mạnh mẽ hơn gấp trăm lần các anh chị nha. Và ngay bây giờ thì Quang Quý cũng sẽ chia sẻ cùng với tất cả mọi người những thông tin liên quan tới dự án của chúng ta. Tuy nhiên thì trước khi đến với những thông tin này thì Quý cũng muốn hỏi mọi người một câu như thế này. Những lúc mọi người cảm giác mệt mỏi á, chúng ta muốn nhìn vào màu gì? Giữa màu xanh và màu đỏ. Màu xanh, đúng không ạ? À? Tại vì khi mà những cái gam màu lạnh á, nó luôn mang đến cho chúng ta một cái cảm giác rất là mát mắt. Và đó cũng là lý do vì sao khi hỏi gần như là 100% người dân Việt Nam của chúng ta đều có thói quen, à hè này đi đâu? Đi biển, đúng không ạ? Để có được một tầm mắt phóng ra, hít thở bầu không khí trong lành. Và đây KDR Quy Nhơn chúng tôi xây dựng, ở đây mọi người sẽ thấy được có một cái khái niệm, đó chính là The Finest Beach Friendly Living. Và cụ thể như thế nào, ít phút nữa Quang Quý sẽ chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và cùng với phần chia sẻ này thì chúng ta sẽ cùng đi qua tổng cộng là 4 phần. Phần đầu tiên, thông tin dự án. Phần thứ hai, câu chuyện truyền thông. Phần thứ ba, định vị dự án. Và cuối cùng là kế hoạch truyền thông tiếp thị. Đây là những công cụ và những cái bước chuẩn bị mà chúng tôi hỗ trợ tất cả các anh chị ngày hôm nay để chúng ta tự tin hơn trong quá trình chúng ta bước ra và gặp gỡ khách hàng của mình, các anh chị nha. Và đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin dự án. Đây là một điều mà Quý nghĩ là Quý nói cũng hơi thừa vì tất cả các anh chị ở đây đã nắm rất là rõ rồi, các siêu chiến binh của chúng ta. Nhưng mà mình cùng nhau nhắc lại một ít phút nha. Thưa các anh chị, tổng quan dự án KDR Quy Nhơn thì chúng tôi mong muốn các anh chị phải nhớ được điều này. Cái điều này quan trọng nha. KDR Quy Nhơn thuộc tổ hợp thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ du lịch biển Ngô Mây. Có nghĩa là KDR Quy Nhơn là một thành tố của tổ hợp này. Đúng không ạ? Thì các anh chị sẽ thấy đây, một tòa ở trong dự án của chúng ta. Và cái điều đặc biệt nữa đó chính là vị trí độc tôn tại khu vực là trung tâm thành phố và cũng như là ngay quảng trường và nhìn trực diện biển. Dự án mang một cái chất sống thượng lưu và phóng khoáng, mang đến cho những chủ nhân tương lai những phong cách sống và cũng như là những trải nghiệm tuyệt vời, tại vì chúng ta đã xây dựng đó chính là cái standard, cái tiêu chuẩn mang tầm quốc tế các anh chị nha. Và không dừng lại ở việc có những trải nghiệm tốt, đây còn là một trong những dự án với tiềm năng sinh lời cực kỳ cao và bền vững ngay tại Quy Nhơn của chúng ta. Nếu có một cái sự so sánh giữa Quy Nhơn và những thị trường khác thì ở thị trường Quy Nhơn vẫn đang ở một cái mức độ có cái biên độ lợi nhuận cao hơn so với những thị trường như là ở Đà Nẵng, Nha Trang hay là Phan Thiết, đúng không ạ? Cho nên rất đáng để chúng ta có thể là đầu tư, không chỉ là ở mà còn là sinh lời bền vững trong tương lai. Và vị trí số 1 Ngô Mây, vô tình, không biết hay là hữu ý nữa, mà số 1 đây, nó vừa là vị trí của dự án và vừa là điều mà chúng tôi muốn xây dựng là vị thế của dự án của chúng ta. Không chỉ là ở số 1 Ngô Mây mà vị thế đó là số 1 ở tại Quy Nhơn của chúng ta. Mọi người đồng ý không ạ? Dạ vâng. Giống như là từ nãy tới giờ chúng tôi có một khát vọng khi nhắc tới Quy Nhơn là phải nhắc tới KDR Quy Nhơn. Giống như chúng ta nhắc tới Sài Gòn là nhắc tới Bitexco hay Landmark. Chúng tôi muốn xây dựng một biểu tượng. Và với quy mô 40 tầng cao, 3 tầng hầm, sản phẩm studio, phòng ngủ, một phòng ngủ cộng 1 và 2 phòng ngủ. Và tiêu chuẩn bàn giao, cái này anh chị nhớ giúp Quý, chia sẻ cùng với khách hàng của chúng ta. Hoàn thiện nội thất tiêu chuẩn 4 sao quốc tế các anh chị nha. 4 sao quốc tế. Và hệ tiện ích dự án, tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có phòng thể hình, spa, nhà hàng, phòng hội nghị, hồ bơi, pool bar, khu vui chơi trẻ em và cả rooftop bar. Cái rooftop bar này nó rất là hay, nếu mà các anh chị nào có dịp đi ra Quy Nhơn á thì mình thử đi dọc cái tuyến đường bờ biển á, xem giúp Quý coi, tìm cái rooftop bar mà chúng ta hay gọi vui với nhau á, tìm đỏ con mắt luôn không thấy, đúng không ạ? Thì ở đây sẽ có thể là cung cấp cho khách hàng chúng ta những cái trải nghiệm mới và đẳng cấp hơn. Và tiếp tục, đây chúng tôi gọi dự án của chúng ta nằm ở vị trí kim cương
không cần phải nói nhiều, nhắc tới bất động sản là vị trí, vị trí và vị trí. Ở đây ai đã từng ra về dự án của chúng ta rồi ạ? Giơ tay lên giúp quý ạ. Ai đã từng ra dự án của chúng ta rồi ạ? Rất nhiều ạ. Bản thân quý không dưới 3 lần đã đi ra dự án này. Và đi ra Quy Nhơn thì chắc khoảng tầm 5 tới 7 lần gì đó. Tại vì ở nơi đây thì thị trường rất là tuyệt vời. Và có một cái điều rất là hay tại Quy Nhơn á các anh chị. Đó chính là Quy Nhơn á, mặc dù là chúng ta hay gọi vui là sinh sao đẻ muộn, nhưng Quy Nhơn học được những cái hay từ Đà Nẵng, từ Nha Trang. Cho nên cái việc mà xây dựng cái môi trường du lịch và các công trình du lịch á, họ đang xây dựng một cái môi trường du lịch bền vững để phát triển một cách bền vững hơn. Nếu mà chúng ta đi dạo cái khu vực bờ biển thì chúng ta sẽ thấy là ôi những cái công trình nó rất là đẹp. Đúng không ạ? Thì ở đây ạ, với những tuyến đường chúng ta có thể kết nối một cách dễ dàng và các loại hình giao thông khác nhau gần như là đầy đủ, đường sắt, đường bộ, đường hàng không và cả đường thủy nữa. Điều này thì anh Thắng cũng đã chia sẻ lúc nãy cho tất cả chúng ta, còn quý không nhắc lại nữa. Nhưng mà mọi người sẽ thấy được là với những tuyến đường kết nối một cách dễ dàng đến với bãi tắm, khu di tích, bãi biển hay là cả quảng trường nữa, thì đây sẽ là một vị trí cực kỳ đắc địa. Ngày xưa thì chúng ta hay gọi là khi mà tìm kiếm một cái dự án bất động sản đi nghỉ dưỡng á, chúng ta hay đi tìm những cái nơi mà nó ở sâu trong cái khu mà biển mà ít người qua lại, đúng không ạ? Ở sâu trong những cái khu mà có nhiều cây cối để chúng ta có thể là nghỉ dưỡng. Và nếu mà các anh chị chúng ta muốn tới những nơi mà có trò chơi nè, có những trải nghiệm thú vị hiện đại thì chúng ta phải vào thành phố, đúng không ạ? Như vậy gần như hai cái nhu cầu đó nó tách biệt hoàn toàn với nhau. Như vậy liệu như mà chúng ta vừa muốn có một nơi bình yên để nghỉ dưỡng, vừa muốn cái nơi đó là cái nơi chúng ta có thể dễ dàng di chuyển đến những nơi trải nghiệm tuyệt vời, thì KDR Quy Nhơn đáp ứng được tất cả những điều đó. Và cụ thể như thế nào, ít phút nữa chúng ta sẽ phân tích cùng với nhau. Ở đây thưa các anh chị, đây, khu vực này, dự án của chúng ta, KDR Quy Nhơn. Khi mà ở đây thì các anh chị sẽ có thể phóng tầm mắt. Đầu tiên, đó chính là quảng trường Nguyễn Tất Thành. Đây gần như là một trong những nơi tổ chức những sự kiện lớn nhất của thành phố Quy Nhơn. Và ở đây thì rất là rộng rãi. Quang Quý cũng đã từng đi qua khu vực này cũng rất là nhiều lần rồi. Và không dừng lại ở đó, Vịnh Quy Nhơn. Đây là một trong những bãi biển cực kỳ đẹp các anh chị ạ. Nước cực kỳ trong luôn. Và thêm một điều nữa, nếu như mà chúng ta nhắc tới Đà Nẵng thì chúng ta nhắc tới những cái gọi là đoạn đường đi qua sông Hàn, đúng không ạ? Chúng ta nhắc tới Nha Trang thì chúng ta nhắc tới Trần Phú, đúng không ạ? Thì khi mà nhắc tới Quy Nhơn thì chúng ta phải nhắc tới Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu, Ngô Mây hay là đường An Dương Vương. Đây sẽ là những cái con đường mà gần như là tập trung rất là đông những cái dịch vụ lưu trú dành cho các khách du lịch. Tuy nhiên để có thể là đảm bảo về chất lượng cao mang tầm 4 sao á, rất khó để kiếm được. Cho nên trước khi mà chia sẻ thông tin này cùng với mọi người, Quang Quý đã trò chuyện cùng với đại diện của chủ đầu tư Phát Đạt. Thì đại diện của chủ đầu tư Phát Đạt đã nói với Quý như thế này: KDR Quy Nhơn, chúng tôi cực kỳ tự tin và tự hào về vị thế của nó, về giá trị của nó, về những điều mà chúng ta thấy được đây ạ, về vị trí và vị trí, đúng không ạ? Và chính sự tự hào đó Quang Quý đang rất là muốn sẽ lan tỏa nó đến với tất cả các bạn ở đây. Tại vì chỉ cần nhìn vào vị trí thôi là chúng ta gật đầu một cái rụp, đầu tư sinh lời bền vững ngay lập tức, đúng không ạ? Tiếp tục, không chỉ dừng lại ở đó, KDR Quy Nhơn còn là một dự án phải nói là sự tập hợp của những ông lớn trong ngành mà họ đang hoạt động. Không cần nhắc quá nhiều, Phát Đạt Corporation là một trong những đơn vị chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam với rất là nhiều những dự án như là The Everest hay là The Everest Infinity, Nhân hội New City hoặc là Astro City, đúng không ạ? Và giống như là Quý đã nói ngay từ đầu chương trình thì chúng tôi sẽ nối dài những cái tên, những cái danh sách về những dự án bất động sản tuyệt vời đó bằng KDR Quy Nhơn của chúng ta. Và đơn vị phát triển dự án Phát Đạt Realty, đơn vị quản lý và vận hành Sentara Hotels and Resorts, đây là một đơn vị hàng đầu của thế giới rồi các anh chị. Mà cụ thể như nào mọi người đã thông qua đoạn clip đã được xem rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng tôi cũng phải nhắc lại một lần nữa như thế này: với những dự án không đảm bảo được tiêu chuẩn của họ đặt ra, không bao giờ họ gật đầu để hợp tác. Cho nên là đối với Phát Đạt cũng đã có tâm và đầu tư rất nhiều vào dự án của chúng ta, mới đủ tầm và họ mới có sự gật đầu như vậy. Và chắc chắn là đại diện của đơn vị Phát Đạt cũng đã phải tìm kiếm rất là nhiều để có những cái tên được kết nối như là DKA Việt Nam, đúng không ạ? Đây là một trong những đơn vị phải nói là tổng đại lý tiếp thị và phân phối hàng đầu Việt Nam và là sự lựa chọn đầu tiên của Việt Nam, thưa các anh chị. Với hơn 10 năm kinh nghiệm
Và gần như là với những dự án nào mà Quang Quý hợp tác cùng với DKA Việt Nam là nối dài những danh sách bestseller ở đơn vị này cùng với dự án mà họ phân phối và tiếp thị. Và tiếp tục ở phía bên dưới, tư vấn cơ điện, tư vấn kiến trúc, thiết kế nội thất và tư vấn kết cấu. Đây đều là những đơn vị phải nói là có kinh nghiệm trong ngành của họ. Và lúc nãy đại diện của từng đơn vị cũng đã xuất hiện và chia sẻ cùng với tất cả chúng ta. Đều là những đơn vị có đẳng cấp và tiêu chuẩn quốc tế. Và cuối cùng đó chính là triển khai kinh doanh DKA Libra. Khi có sự kết hợp giữa những thành tố tuyệt vời rồi, thì tất nhiên một dự án đó sẽ tuyệt vời nhiều hơn nữa. Đúng không ạ? Và khách hàng của chúng ta sẽ yên tâm hơn khi lựa chọn dự án của chúng ta. Và định vị dự án. Chúng tôi định vị dự án như thế nào thưa các anh chị? KDR Quy Nhơn căn hộ du lịch biển tiêu chuẩn 4 sao quốc tế. Nhớ cụm từ này giáo quý. Tiêu chuẩn 4 sao quốc tế nha. Căn hộ du lịch biển tiêu chuẩn 4 sao quốc tế. Được không ạ? Để có thể là nhấn thêm bây giờ quý sẽ hô thật to là KDR Quy Nhơn. Mọi người hô giúp quý cái dòng còn lại được không ạ? KDR Quy Nhơn! Nhỏ quá, không có tự hào gì hết. Căn hộ du lịch biển tiêu chuẩn 4 sao quốc tế. Làm lại được không ạ? KDR Quy Nhơn! Yeah, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hãy nhớ cụm từ đó. Đó là cụm từ cực kỳ quan trọng. Tại vì chúng tôi định vị dự án của chúng tôi và thuộc tổ hợp thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ du lịch biển Ngô Mây. Ở đây không chỉ mang đến chúng ta những trải nghiệm tuyệt vời mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời rất bền vững. Khách hàng mục tiêu của chúng tôi đặt ra là gì ạ? Đó chính là đối với những khách hàng đầu tư sinh lời, không cần phải nói nhiều, vị trí thôi đã nói lên tất cả. Miễn đầu tư vào là sinh lời ngay lập tức, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cũng có những khách hàng chúng ta mong muốn có thêm những cái trải nghiệm và có một cái nơi gọi là second home để chúng ta có thể quay về sau những tháng ngày học tập và làm việc căng thẳng, thì họ sẽ lựa chọn là đầu tư sử dụng và kết hợp cho thuê. Tại vì chúng ta đã có một đơn vị quản lý và vận hành Sensara rồi, với những khách hàng nào có điều kiện, đúng không ạ? Sở hữu rồi chuyển giao cho đơn vị quản lý vận hành, ngồi ở nhà và nhận tiền thôi. Rất tuyệt vời. Và không dừng lại ở đó, không dừng lại ở những cái đối tượng mục đích và để đầu tư hay là có thể là ở kết hợp cho thuê, thì với những đối tượng cái gọi là thị trường mục tiêu thì chúng tôi cũng chia ra làm 3 khu vực. Đầu tiên, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Khi mà nhắc tới các nhà đầu tư ở miền Bắc thì quản lý cũng có khảo sát một vài các bạn sale và các bạn đều có chung một câu trả lời. Khi nhắc tới khách hàng ở miền Bắc thì mọi người nghĩ ngay tới chữ gì ạ? Giàu. Đúng không ạ? Nghĩ ngay tới chữ giàu. Chính xác. Đó là điều mà quý nghe lại được từ các bạn chuyên viên tư vấn mà quý đã hỏi. Nhưng mà thật sự không chỉ là giàu có điều kiện đâu ạ. Tại vì họ ở cái môi trường miền Bắc nó hơi khắc nghiệt. Cho nên là cái điều mà họ muốn là gì? Có một cái second home để họ lui tới, là một nơi để tránh lạnh, tránh rét. Với môi trường ở Quy Nhơn nắng ấm quanh năm. Đúng không ạ? Và từ đó họ có thể là đầu tư và dễ dàng kết nối từ cái tuyến gọi là bay từ Nội Bài đi về sân bay Phù Cát. Rất là dễ dàng với những chuyến bay trong ngày. Và tiếp tục đến với thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thị trường lúc nào cũng rất là tiềm năng rồi. Chúng ta không thể nào bỏ qua thị trường này được. Và chúng tôi định vị ở đây là 30% với những nhà đầu tư. Và cuối cùng, chúng tôi xây dựng điều gì đi chăng nữa thì cái mà chúng tôi mong muốn đó chính là những người dân địa phương phải là những người được hưởng đầu tiên. Cho nên chúng tôi 20% là ở Bình Định, Tây Nguyên, Duyên Hải, miền Trung. Và mọi người sẽ thấy được là chúng ta sẽ rải ra đối tượng khách hàng và thị trường mục tiêu để chúng ta đánh cùng với nhau. Được không ạ? Dạ vâng. Và tiếp tục, câu chuyện về truyền thông. Lúc này thì con quý nhờ mọi người nè, bỏ hết điện thoại xuống, ngồi yên, nhắm mắt lại. Xin mời mọi người ạ, nhắm mắt lại. Và chúng tôi tin chắc rằng là trong khoảng thời gian những năm trở lại đây, khi mà chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống của mình, cái điều mà chúng ta muốn đó chính là vượt qua được hết tất cả những stress trong cuộc đời và đi ra bờ biển, đứng đối diện với biển, lắng nghe những tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng để tâm hồn chúng ta có thể thanh lọc. Và đó là điều mà chúng tôi mong muốn hướng đến để xây dựng những trải nghiệm dành cho các khách hàng của chúng ta. Đối với KDR Quy Nhơn, KDR trong tiếng Latin có nghĩa là một chốn yên bình và là nơi lui tới của cuộc sống chúng ta.
mọi người sẽ cảm thấy như thế nào khi mà mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy mở cửa ra thì sẽ đón được ánh nắng, có những luồng hơi biển thổi vào ngay khu vực căn phòng của mình, ngắm nhìn bình minh hoàng hôn và cả những cái hơi muối từ sóng biển nữa. Đó sẽ là những liều thuốc tinh thần cực kỳ tuyệt vời. Và không dừng lại ở đó, chúng tôi không chỉ là KDR Quy Nhơn, mà chúng tôi không chỉ là KDR, mà chúng tôi là KDR Quy Nhơn. Chúng tôi muốn định vị, định danh dự án của mình không chỉ là ở Việt Nam mà là trên tầm quốc tế, để khi mà họ đến đây, họ sẽ nhắc ngay đến KDR Quy Nhơn, một nơi yên bình, một chỗ lui tới. Và the finest beachfront living. Beachfront living có nghĩa là đặc quyền không phải ai cũng có được, là ngay phía trước biển của chúng ta luôn các anh chị ạ. Mọi người, lúc này thì chúng ta mở nhẹ mắt ra đi ạ. Và đối với cuộc sống của chúng ta, ai mà không mong muốn có một cái căn hộ mà bước vài bước thôi là tới biển, đúng không ạ? Rồi, chúng ta không mong muốn là biển nó đang nằm trước mặt của mình. Và đẳng cấp nhất, đó là sự kết hợp của the finest beachfront living. Có nhiều từ ngữ mà tiếng Việt chúng tôi rất là mong muốn dịch ra nhưng mà nó không thể nào thể hiện được hết những cái sự đó, những cái sự tuyệt vời đó. Cho nên chúng tôi quyết định sử dụng ý nghĩa thông điệp là the finest beachfront living. Mọi người có thể mang cảm xúc lúc nãy của mình để chia sẻ cùng với khách hàng của chúng ta. Tại vì cuộc sống sẽ có rất là nhiều những thăng trầm khác nhau, đúng không ạ? Một tràng hết tay cho những điều tuyệt vời này được không ạ? Và khi nhắc tới KDR Quy Nhơn, chúng ta sẽ nhắc tới ba dấu ấn đặc trưng. Có rất là nhiều những thông tin từ nãy tới giờ mọi người đã nghe rất là nhiều rồi. Nhưng mà chúng ta thường hay nói với nhau là sale bất động sản thì phải nhớ được gì? USP, Unique Selling Point, đúng không ạ? Như vậy thì KDR Quy Nhơn sẽ mang đến cho chúng ta ba dấu ấn đặc trưng gì? Dấu ấn đầu tiên đó chính là dấu ấn vị thế. Vị thế thì không cần phải nói nhiều rồi ạ. Sở hữu vị trí đắc địa, đúng không ạ? Rồi từ KDR Quy Nhơn dễ dàng kết nối với các địa điểm vui chơi và giải trí khác nhau. Và đó là cái lý do vì sao lúc nãy Quý nói là có một cái sự kết hợp lại giữa một nơi có thể là nghỉ dưỡng, kết hợp với việc chúng ta có thể vui chơi giải trí một cách cực kỳ tuyệt vời. Đó chính là KDR Quy Nhơn. Tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng của biển và tận hưởng nhịp sống sôi động của khu vực thành phố biển Quy Nhơn. Ngoài dấu ấn vị thế thì chúng ta còn dấu ấn quốc tế. Dấu ấn quốc tế ở nơi này với những giải thưởng như là du lịch sạch ASEAN, top 3 điểm đến hàng đầu Đông Nam Á và top 20 điểm du lịch tốt nhất 2020. Và quốc tế đó còn thể hiện ở đơn vị quản lý và vận hành là Sentara Hotel and Resort. Tự hào, đây là điều rất tự hào mà chúng ta có thể tự tin chia sẻ cùng với khách hàng của mình. Một dự án mà đẳng cấp 4 sao mà có một đơn vị quản lý vận hành chuẩn quốc tế thì còn điều gì tuyệt vời bằng, đúng không ạ? Và chúng ta còn có thêm, đó chính là một dấu ấn trải nghiệm. Dấu ấn trải nghiệm các anh chị. Trải nghiệm là như nào ạ? Khi chúng ta đến du lịch thì thường sẽ có một cái sự kết hợp giữa hai lĩnh vực. Thứ nhất là hiện đại, thứ hai là truyền thống. Thì điều mà chúng tôi muốn tạo nên một cái dấu ấn ở đây đó chính là một trải nghiệm tiện ích nội ngoại khu độc bản. Và theo quy hoạch của thành phố Quy Nhơn thì lần đầu tiên ở Quy Nhơn sẽ có một cái đường hầm nối biển. Và ngay đầu ra biển đó thì nó sẽ có một cái clubhouse. Và mọi người biết cái đầu còn lại nằm ở đâu không ạ? Ngay tại KDR Quy Nhơn của chúng ta. Tuyệt vời đúng không ạ? Dạ. Tại vì quý biết là đối với những đối tượng mà khách hàng cao cấp á, cái việc mà họ đi sang đường để tới biển á, nó vẫn là một vấn đề các anh chị ạ. Lâu lâu cái kiểu mình khó ở, đúng không ạ? Tự nhiên phải bước qua một cái con đường mới tới biển. Thì bây giờ có một tuyến đường hầm nối biển theo quy hoạch của thành phố Quy Nhơn luôn, ngay dự án của chúng ta, rất tuyệt vời. Và tất nhiên sẽ có nhiều những cái tiện ích đẳng cấp như là rooftop bar, phòng hội nghị, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng và đặc biệt là hồ bơi nhìn trực diện biển rồi. Và không dừng lại ở đó, chúng ta có những cái trải nghiệm văn hóa địa phương. Và khi mà nhắc tới trải nghiệm văn hóa địa phương thì chắc là mình thơ với nhau một chút xíu ạ. Nó nhẹ nhàng, nó bay bổng một chút xíu. Chúng ta sẽ thấy được là Quy Nhơn được mệnh danh là vùng đất võ trời văn. Quy Nhơn lưu giữ kho tàng văn hóa vô giá. Mà ở đây chúng ta sẽ được tìm hiểu văn hóa Champa. Ở đây chúng ta sẽ được tìm hiểu lịch sử văn hóa triều đại và đặc biệt là văn hóa truyền thống. Nó sẽ tạo nên sự đa dạng. Giống như là anh Thắng lúc nãy nói thì mọi người sẽ thấy là có rất là nhiều những điểm đến ngay tại Quy Nhơn. Và giữa truyền thống và hiện đại tất cả đều được tụ trung lại trong một dự án. Thì đó sẽ là một trong những cái key rất là tốt
để có thể thu hút khách hàng đầu tư ở đây. Và tiếp theo là kế hoạch truyền thông tiếp thị. Tất nhiên là để hỗ trợ cho tất cả các chiến binh của chúng ta thì chúng tôi phải mang thông tin về dự án tới gần hơn với mọi người, đúng không ạ? Mọi người nghĩ chúng tôi sẽ truyền thông ở đâu ạ? 4 chữ thôi. Chúng tôi truyền thông ở tất cả mọi nơi. Vỗ tay được không ạ? Tất cả mọi nơi ở đó các bạn sẽ có gì? Đến nhà bạn chơi, có ngay trong thang máy, đúng không ạ? Đi lướt mạng xã hội, có trên Facebook, YouTube, Zalo. Đi chơi, đi làm, billboard bằng quảng cáo điện tử ngay trước tầm mắt. Đọc báo thì có online banner, VR, Google Ads. Đi máy bay cũng không tha luôn, có ngay bằng quảng cáo tại sân bay. Xem TV, có VTV1 truyền hình Bình Định. Đến Quy Nhơn, tất nhiên phải có bản quảng cáo trên đường phố và trung tâm thương mại Quy Nhơn. Tuyệt vời không ạ? Như vậy thì làm gì còn lối thoát nữa, đúng không các anh chị? Đó là một câu nói vui mà chúng ta hay nói với nhau, để có thể hỗ trợ các anh chị, giúp cho khách hàng của chúng ta nhận diện brand của dự án của chúng ta một cách rõ ràng hơn. Và các anh chị cũng sẽ dễ tư vấn hơn, đúng không ạ? Và đây chính là kế hoạch tiếp thị và truyền thông. Ngày hôm nay, ngày 28 tháng 6, chúng ta thực hiện event kick-off. Chúng tôi sẽ dự kiến event khai trương nhà mẫu vào đầu tháng 7. Và nhà mẫu của chúng ta sẽ nằm ở trung tâm thương mại Quy Nhơn, nằm trong lòng trung tâm thương mại Quy Nhơn, nằm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Để có thể là dễ dàng dắt khách của chúng ta đến nơi đó. Và có mini event với những chuỗi sự kiện trải nghiệm dịch vụ 4 sao quốc tế Sensara, rồi chiến dịch truyền thông và cả là mở bán căn hộ du lịch về KDR Quy Nhơn của chúng ta. Và lưu ý giúp quý, 24 tháng 7 một mốc son chói lọi màu đỏ. Từ 28 tháng 6, 24 tháng 7, gần một tháng. Mọi người có tự tin không ạ? Tự tin chiến hết mình không ạ? Nhỏ quá. Mọi người tự tin không ạ? Xuất sắc. Phải như vậy. Đây là timeline chúng tôi mang đến cho mọi người. Và cảm ơn các anh chị. Và không dừng lại ở kế hoạch truyền thông, chúng tôi còn chuẩn bị sẵn cho các anh chị công cụ bán hàng. Trọn một bộ xe kit với magazine, sa bàn, leaflet, series phim Quy Nhơn, VR Future Home, phim thị trường và CVC và cả hình 3D cho khách hàng của chúng ta có thể dễ dàng theo dõi. Đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Đẹp không ạ? Đẹp không ạ? Mê. Đúng không? Một chữ thôi, mê. Và tiếp tục. Sale Gallery, như quản quỹ đã chia sẻ, đầu tháng 7 sẽ khai trương, nằm ngay tại trung tâm thương mại Quy Nhơn trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, để dễ dàng chúng ta dắt khách tới. Phong cách rất là đẹp, đúng không ạ? Kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, và cũng như có những cái nét văn hóa địa phương. Đây là những hình ảnh về căn hộ mẫu dành cho các bạn có thể tư vấn cho khách hàng của chúng ta. Và chắc chắn là tận mục sở thị thì sẽ dễ dàng chốt khách hơn. Thì khi mà chúng ta xây dựng một cái sale gallery như thế này là công cụ cực kỳ đắc lực. Và đây sẽ là hình ảnh khi mà KDR Quy Nhơn của chúng ta thành hình. Và tất cả những điều quy tụ lại để tạo nên một dự án mà chúng tôi gọi là biểu tượng mới của Quy Nhơn. Một trấu tay thật lớn dành cho KDR Quy Nhơn. Dân ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Và như vậy, cùng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ về KDR Quy Nhơn thì chúng ta đã rất là sẵn sàng, đúng không ạ? Bây giờ quý đang rất muốn nhận được sự quyết tâm từ hết tất cả mọi người. Mọi người có quyết tâm không ạ? Bây giờ quan quý đếm 2, 3. Dạ rồi. Bây giờ quý sẽ đếm 2, 3. Mọi người hô quyết tâm 3 lần được không ạ? Đúng không ạ? Chuẩn bị nha. 2, 3. Quyết tâm. Cảm ơn các bạn. Và cùng với bầu không khí này, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn thêm một món quà nữa. Mọi người có muốn biết món quà đó là gì không ạ? Ngay bây giờ sẽ là một món quà tiếp theo dành cho tất cả các bạn. Một trấu tay thật lớn để chào đón phần trình diễn của ban nhạc MCV.
MTV xin chào tất cả mọi người. Này người yêu dấu ơi, em đang nghe gì trong tiếng sao? Biển xanh với nắng hồng, em đẹp như ngàn năm cô thế. Hãy cùng lắng nghe ngàn đời sau, cứ khát khao anh chờ mong. Hãy cùng lắng nghe chiều dần xuống, cứ thấy em bên mình mãi mãi. Nào một thân ơi, cùng nhau ta hát vang lên.
chân trời xanh. Lắng nghe, hãy lắng nghe bạn ơi. Nhịp đập con tim thành phố, nhớ mãi nhớ mãi Sài Gòn dấu hiệu. Sài Gòn ta đây, chưa sáng người. Sài Gòn xa, Sài Gòn vượt đến tương lai xa người. Nhớ mãi nhớ mãi Sài Gòn dấu hiệu. Sài Gòn vẫn đến tương lai xa người. Yêu ai yêu mãi Sài Gòn dấu yêu. Mùa hoa phương hóa đón tươi khắp trời. Ngàn con thân ơi, cùng nhau ta hát vang lên. Sài Gòn vẫn đến tương lai xa người. Nhớ mãi Sài Gòn vẫn dấu yêu. Mùa hoa phương hóa đón tươi khắp trời. Chào mừng thân ơi, cùng nhau ta hát vang lên. Tôi tưởng tượng đang ở trong một sân vận động chảo lửa. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ca khúc tiếp theo đây sẽ là một bài hát mà dành cho tất cả chúng ta với tinh thần nhiệt huyết, đầy năng lượng, sẽ là một cái sự phát triển thật tuyệt vời trong những ngày tháng sắp tới, đặc biệt với Centura của Quy Nhơn. Quá đẹp luôn, quá hoành tráng. MTV rất háo hức được đến đây. Khi nào đấy ạ? Khi nào thì được đến đây à? Hai năm nữa. Trời ơi. Ước gì bây giờ còn 6 tháng thôi. Bây giờ sẽ là một bài hát, một liên khúc, hai ca khúc rất tuyệt vời để hâm nóng tinh thần của mọi người nữa. Niềm tin chiến thắng và đường đến ngày vinh quang. Đường đến Santa. Sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời. Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng. Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin. Xin hát cùng em TV đúng không ạ? Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui. Niềm tin chiến thắng nói con tim yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta. Có ai lên đây hát của MTV không ạ?
We are the champions. The champions, we go in hand in hand. But yeah, we are the champions. Keep on fighting to the end. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta. Và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết dấu năm tháng kịch treo leo trên đường xa, của dân nam ta vượt tới những đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa rồi. Và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Con đường chúng ta đã cho. Mặt trời rực sáng trên cao vời, bạn rực sống huy hoàng khắp muôn đời. Cả đêm quang lên vai những người chiến thắng, quanh ngắm khi trong tim đau. Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Treo leo trên đường xa, người dân ta vươn tới những đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa rồi. Và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Treo leo trên đường xa, người dân nam ta vươn tới những đỉnh cao. Chúng ngày đó sẽ không xa rồi. Và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Còn cùng chúng ta. Dạ vâng ạ, một tấm chụp chung đi ạ. Đây, mọi người ngồi đây đi. Đâu tấm kỷ niệm nào. Một khoảnh khắc rất tuyệt vời trong ngày hôm nay. Anh Tuấn ơi. Một lần nữa hô thật vang tên dự án đi ạ. Khai đi ạ. Khai đi ạ. Khởi đi ạ! Khởi đi ạ! Cảm ơn rất nhiều! Yeah! Một tràng pháo tay cho MTV! Cảm ơn các bạn! Cảm ơn các bạn! Chúng ta thấy là khán phòng của chúng ta đang nóng hơn bao giờ hết! Và cũng chính vì sự nóng đó, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một nghi thức cực kỳ đặc biệt. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Nhỏ quá. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Vỗ tay lớn nữa đi ạ. Nữa.
Wow. Mặc dù đèn đã tắt hết rồi nhưng mà quý thấy là tất cả mọi người vẫn đang rất là năng lượng trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức Kick Up Kidio Quy Nhơ. Và để có thể tiếp nối những hồi trống hiệu triệu các chiến binh của KDL Quy Nhơn, ngay lúc này đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đại diện lãnh đạo sẽ cùng tiến lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt sẽ tiến lên sân khấu. Xin mời ông. Xin mời ông sẽ đứng ở khu vực trống ở ngay giữa. Xin mời. Xin được mời bà Đặng Thùy Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt. Và xin được mời ông Trần Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tiếp thị và Kinh doanh DKA Việt Nam. Và những vị trí của những chiếc trống còn lại tất nhiên sẽ thuộc về các đại diện của các đơn vị liên kết ngày hôm nay. Chúng tôi xin được mời bà Đặng Trúc Linh, CEO DKA Libra. Xin được mời ông Tô Văn Lực, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Bosland. Xin được mời bà Trần Minh Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sen Bình Định. Xin được mời ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Giám đốc Hải Phát Lên Miền Trung. Và tiếp theo sau đây, chúng tôi xin được mời Liên Minh sẽ cùng đứng chung trong một chiếc trống. Xin được mời ông Trần Đình Phúc, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Vạn Tính và bà Nguyễn Thị Tường Phi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ VV Realty. Và chúng tôi sẽ được mời ông Vũ Tuấn Khanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Mia Holdings và ông Trần Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Bất động sản Trần Khang sẽ cùng tiến lên sân khấu. Xin được mời các đại diện của chúng ta. Xin được nhắc lại, hiện tại ngay trên sân khấu là các đại diện ông Bùi Quang Anh Vũ đến từ Phát Đạt, bà Đặng Thùy Dương đến từ Phát Đạt Realty, ông Trần Hiếu đến từ DKA Việt Nam, bà Đặng Trúc Linh đến từ DKA Libra, ông Tô Văn Lực đến từ Bosland, bà Trần Minh Hồng đến từ Sen Bình Định, ông Nguyễn Huy Dũng đến từ Hải Phát Lên Miền Trung, ông Trần Đình Phúc và bà Nguyễn Thị Tường Vi đến từ Liên Minh của chúng ta giữa Vạn Tính và VV Realty. Các liên minh chúng ta sẽ cùng đứng cùng trong một chiếc trống ạ. Xin mời. Và liên minh giữa Mia Holdings và Trần Khang Real với sự xuất hiện của ông Vũ Tuấn Khanh và ông Trần Minh Quân. Dạ, còn một chiếc trống ở phía trước ạ. Xin được mời một đại diện sẽ tiến lên ạ. Và xin mời các đại diện của chúng ta sẽ cầm chiếc dùi năng lượng của chúng ta lên. Xin được mời các đại diện. Và tất nhiên ngay lúc này, con quý đang cần mọi người cùng nhau đứng lên. Xin mời. Và kính thưa tất cả quý vị, ngay lúc này đây, đại diện của Phát Đạt Corporation, ông Bùi Quang Anh Vũ sẽ đánh hiệu lệnh 3 hồi trống.
để khởi động. Và tất cả các đại diện còn lại, chúng ta sẽ cùng giống lên những hồi trống năng lượng để hiệu triệu tất cả binh đoàn KDA Quy Nhơn. Và mọi người đã sẵn sàng chưa? Và bây giờ sẽ là ba hồi trống đến từ ông Bùi Quang Anh Vũ. Sau đó tất cả chúng ta sẽ cùng đánh trống chung với nhau. 3, 2, 1, xin mời! Ở dưới hãy vỗ tay liên tục lên đi ạ! Và mọi người hãy chuẩn bị với nguồn năng lượng này. Hãy cùng với chúng tôi hô thật to KDA Quy Nhơn được không ạ? 1, 2, 3 KDA Quy Nhơn. Wow, rất tuyệt vời. Một lần nữa, một tràng pháo tay cho tất cả chúng ta. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đại biểu rất nhiều. Xin được cảm ơn. Và ngay lúc này, con quý nhờ các đại biểu cầm dùi của mình giơ thật cao lên ạ. Xin mời các đại biểu cầm dùi giơ thật cao lên ạ. Đúng rồi, giơ thật cao lên ạ. Và xin mời photographer sẽ chụp lại tấm ảnh với dùi năng lượng của chúng ta. Rất đẹp. Và ngay lúc này sẽ là một tấm ảnh đẹp hơn nữa. Quang Quý xin được mời tất cả các đại biểu sẽ cùng di chuyển lên giữa sân khấu và có một tấm ảnh chung cùng với nhau ạ. Xin mời tất cả mọi người sẽ di chuyển lên giữa sân khấu. Các đại biểu của chúng ta, xin được mời các đại biểu. Chúng ta sẽ đứng thành một hàng ngang và bắt tay chéo với nhau ạ. Xin mời các anh chị ạ. Chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước ạ. Dạ vâng, xin mời ông Phạm Lâm sẽ quay trở lại sân khấu để chụp ảnh cùng ạ. Xin mời mọi người sẽ bước qua trái giúp quý ạ. Bước qua trái. Dạ rồi. Xin mời các đại diện của chúng ta cùng bắt tay chéo với nhau được không ạ? Xin mời các đại diện bắt tay chéo với nhau ạ. Một lần nữa trở tay thật lớn cho các đại diện của chúng ta. Dạ vâng ạ. Xin nhờ các đại diện, chúng ta sẽ để number one ạ. Number one. Number one. Dự án của chúng ta là number one. Yeah. Thể hiện sự quyết tâm luôn ạ. Quyết tâm. Quyết tâm. Co tay lại quyết tâm ạ. Xin mời mọi người ạ. Xin mời các đại diện của chúng ta. Thể hiện sự quyết tâm ạ. Đúng rồi. Dạ vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị. Mời các anh chị quay trở về vị trí của mình. Cảm ơn các anh chị. Và xin được mời bà Đặng Trúc Linh sẽ nán lại sân khấu cùng với chúng tôi. Xin được mời bà Đặng Trúc Linh sẽ nán lại sân khấu ạ. Xin được mời bà Đặng Trúc Linh nán lại sân khấu. Xin cảm ơn anh Hiếu. Và mọi người có thấy nghi thức kick off tuyệt vời không ạ? Và hiện tại ngay trên sân khấu và đứng cùng với Quang Quý là một người phụ nữ quyền lực. Xin được giới thiệu bà Đặng Trúc Linh, CEO DKA Libra, thành viên của DKA Việt Nam. Và điều mà các chuyên viên của chúng ta đang chờ đợi lúc này đó chính là kế hoạch kinh doanh và chính sách dành cho khách hàng và cho chúng. Đúng không ạ? Một tràng pháo tay để cùng đến với phần chia sẻ của bà Đặng Trúc Linh. DKA xin chào. Và lời đầu tiên Linh xin gửi lời chào trân trọng đến ban lãnh đạo, quý đối tác cùng toàn thể 1,200 sale hệ thống phân phối của KDA Quy Nhơn. Người ta có 500 anh em lên tới 1,200 anh em lận. Các anh chị ơi, mình thấy dự án mình đẹp không? Mình thấy thiết kế đẹp không? Vị trí đẹp không? Còn bên đây? 10 điểm, 10 điểm.
Vậy với vị trí dự án của mình là số 1, thiết kế đẹp, được vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế bởi tập đoàn Centara, được xem là một biểu tượng mới tại thành phố Quy Nhơn. Thì chúng ta có gì? Chúng ta chỉ có 840 sản phẩm. 840 sản phẩm này tại KDI Quy Nhơn, các bạn có tự tin quét sạch không ạ? À? Và để quét sạch được 840 căn này, chúng ta sẽ có 3 giai đoạn bán hàng. Theo lộ trình triển khai, Linh xin đại diện DKA xin chia sẻ thêm sâu về lộ trình triển khai và chính sách bán hàng. Thì theo lộ trình việc triển khai, chúng ta sẽ chia làm 3 nhịp. Nhịp đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày 28 tháng 6 với số lượng là tầm khoảng 40% sản phẩm tới ngày mở bán đợt 1, đó là ngày 24 tháng 7. Và nhịp 2 là từ ngày 24 tháng 7 tới ngày 15 tháng 9, số lượng là 30% sản phẩm. Và đợt cuối cùng chúng ta sẽ quét sạch trước ngày 15 tháng 11, được không ạ? Và để quét sạch được 840 căn này, chúng ta cần biết chúng ta có gì. Thì Linh sẽ đi sâu vào trong thông tin chính sách dành cho khách hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ đi qua chính sách dành cho khách hàng. Với phương thức thanh toán chuẩn, là đợt đầu tiên là thanh toán dự kiến là ký hợp đồng mua bán vào tháng 7 năm 2022 là thanh toán 15%. Tiếp theo 4 tháng chúng ta sẽ thanh toán tiếp 20%. Và 6 tháng sau nữa chúng ta sẽ thanh toán tiếp 15%, có nghĩa là từ lúc ký hợp đồng mua bán cho tới từ lúc ký hợp đồng mua bán cho tới cái lúc mà thanh toán tiếp theo đợt sau 10 tháng là 15%, và tiếp theo các đợt sẽ thanh toán cho tới tháng 1 năm 2025 thì chúng ta sẽ nhận bàn giao nhà. Ngoài ra là để tính theo tỷ lệ thanh toán chuẩn, chúng ta còn có một phương án khác, đó là phương án vay vốn ngân hàng. Thì đối với dự án của mình thì ngân hàng VPBank sẽ tài trợ vay vốn từ 65%. Khoảng 65% này sẽ được thanh toán như thế nào, giải ngân như thế nào? Thì khách hàng mua dự án sẽ thanh toán 15% đợt 1 vào thời điểm ký hợp đồng mua bán, và tiếp theo đó các đợt giải ngân của ngân hàng VPBank cho tới tận khoảng 16 tháng sau thì khách hàng mới thanh toán đợt tiếp theo là 5%, và tiếp theo đó nữa là tới thời điểm nhận bàn giao nhà khách hàng sẽ thanh toán tiếp 25%. Các đợt thanh toán này sẽ đối ứng tương đương với các tiến độ xây dựng của dự án. Và ưu đãi đầu tiên dành cho khách hàng đó là chương trình hỗ trợ tài chính. Đối với chương trình hỗ trợ tài chính này là lãi suất 0% trong vòng 27 tháng và được ân hạn nợ gốc. Có nghĩa rằng là khách hàng chỉ thanh toán có 15% và sau đó là tới đợi tới khoảng 27 tháng sau thì mới thanh toán nợ gốc và thanh toán lãi của ngân hàng thôi. Ưu đãi thứ hai là dành cho khách hàng mua sỉ. Là khách hàng mua từ 2 đến 3 căn sẽ được chiết khấu 1%. Khách hàng mua từ 4 đến 6 căn được chiết khấu 2%. Và khách hàng mua từ 7 căn trở lên sẽ được chiết khấu 3%. Và đặc biệt hơn, đối với lại dòng sản phẩm căn hộ du lịch thì chúng ta sẽ không thể thiếu được cái chương trình chia sẻ lợi nhuận. Đây là cái con số mà các chủ sở hữu sẽ mong muốn được biết trước khi sở hữu căn hộ của mình. Đó là tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận khi đưa vào vận hành. Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận này sẽ tính trên là doanh thu trừ đi chi phí sẽ ra cái phần lợi nhuận. Và với tỷ lệ chia sẻ là 90% dành cho chủ sở hữu.
Và với tiếp theo là ưu đãi thứ ba, đó là chia sẻ kỳ nghỉ. Thì đối với loại hình căn hộ du lịch này, chắc chắn là không thể thiếu được cái phần chia sẻ kỳ nghỉ lại cho chủ sở hữu. Mỗi một năm như vậy, chủ sở hữu sẽ được chia sẻ 15 đêm nghỉ dưỡng tại dự án KL Quy Nhơn. Ngoài ra, nếu như khách hàng, nếu như chủ sở hữu đã mua căn hộ của mình rồi thì còn được hỗ trợ chi phí tham quan dự án 10 triệu đồng. 10 triệu đồng này sẽ được trừ vào giá bán. Chưa tới phần đó, lỡ bấm. Các bạn ơi, đợt vừa rồi có phải là chúng ta vừa trải qua dịch bệnh và cái vấn đề chúng ta lo lắng không phải là về sản phẩm, nhưng chúng ta lo lắng về vấn đề là trong thời gian khi mà dự án mình đưa vào vận hành hoạt động, có phải là liên quan tới lợi nhuận, liên quan tới vận hành không? Có sợ là khách du lịch chưa kịp quay trở lại thì khách hàng mua xong đầu tư chưa kịp có lợi không? Đúng không? Đúng không? Ok. Như vậy, hiểu được cái mối lo ngại đó của khách hàng thì phòng kinh doanh dự án và chủ đầu tư có một chương trình đặc biệt dành cho các chủ sở hữu của những căn đầu tiên của KDA Quy Nhơn. Đó là chương trình cam kết hợp tác khai thác trong vòng 2 năm đầu tiên. Đối với lại căn hộ studio thì sẽ cam kết là 16 triệu đồng một tháng. Nghĩa là trong vòng 2 năm, chủ sở hữu sẽ nhận được 384 triệu đồng. Đối với lại căn hộ 2 phòng ngủ thì số tiền cam kết là 22 triệu mỗi tháng. Vậy là quy ra sẽ được là 528 triệu đồng. Đối với lại căn 2 phòng ngủ căn gốc là căn diện tích lớn sẽ được cam kết là 672 triệu đồng, tương đương với lại 28 triệu đồng một tháng. Cả nhà ơi, với cái chính sách như thế này, với 6 chương trình ưu đãi đặc biệt như vậy dành cho khách hàng, các bạn đang nghĩ rằng căn hộ du lịch KDA Quy Nhơn giá bao nhiêu thì được? 100 triệu một mét vuông. Và đây, cái giá dự kiến của chúng ta sẽ là 3,5 tỷ đồng cho căn một phòng ngủ, căn studio. Thì giá này là giá có trên, có dưới, sẽ có những căn thấp hơn một tí, sẽ có những căn cao hơn một tí. Vì vậy là đối với 3 tỷ rưỡi một căn, chúng ta có tự tin bán được không ạ? Nói 3 tỷ rưỡi vậy thôi chứ thật ra nếu như khách hàng tham gia chương trình cho vay, khách hàng chỉ cần khoảng 500 triệu là có thể được sở hữu được một căn studio tại KDA Quy Nhơn rồi. 500 triệu thôi. Nhìn qua bên trái, nhìn qua bên phải, tất cả đều là khách hàng của chúng ta hết đó. Chỉ cần 500 triệu thôi là có thể sở hữu căn hộ studio tại KDA Quy Nhơn. Và cái phần dành cho khách hàng như thế này là chúng ta đã đủ bán hàng chưa? Đủ chưa? Còn thiếu gì không? Các bạn thấy còn thiếu gì không? Còn thiếu gì ạ? Còn thiếu gì nữa? Mình đồng thanh đi ạ. Để cho chị Linh nghe. Mình đồng thanh đi ạ. Mình còn thiếu gì ạ? Còn thiếu gì vậy? Chị có nghe được không chị? Nghe chữ thưởng nóng. Yeah, đó là thưởng nóng. Wow. Ở đây, chúng ta đi vào phần chính sách dành cho hệ thống phân phối của dự án KDA Quy Nhơn. Và chị ơi, bây giờ em nghĩ là đối với mỗi dự án thì mình đều có một cái quỹ thưởng đúng không chị? Quỹ thưởng nóng của KDA Quy Nhơn. Mọi người đang muốn là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? Thôi bây giờ em nghĩ là chị hãy bật mí đi, mọi người đang rất là nóng lòng rồi ạ. Linh xin trân trọng thông báo với tất cả mọi người, với tất cả các anh chị em 1.200 sale đang phân phối dự án KDA Quy Nhơn, số tiền tổng quỹ thưởng dành cho chúng ta là 92,4 tỷ. Wow.
92,4 tỷ rồi kìa. Với 92,4 tỷ này, khi mà chúng ta bán được một căn studio, chúng ta được gì? Bán được một căn studio, chúng ta được 68 triệu. Wow, 68 triệu đồng căn hộ studio mà thôi. Mọi người ơi, đây là một mức thưởng ngay thưởng nóng rất hấp dẫn. Không dừng lại ở căn hộ du lịch studio. Tiếp tục đi chị. Và tiếp theo, khi chúng ta bán được căn hai phòng ngủ, chúng ta sẽ được bao nhiêu? 79 triệu đồng. Tuyệt vời đúng không? Quá xuất sắc. Và vẫn còn. Và bây giờ mình còn một căn nữa là căn gì ạ? Căn gốc hai phòng ngủ đúng không ạ? Bây giờ mà cái căn mà hai phòng ngủ bình thường đã 79 triệu rồi. Căn gốc hai phòng ngủ là căn siêu đẹp đúng không? Căn gốc hai phòng ngủ là căn có view siêu đẹp. Mọi người muốn thưởng bao nhiêu ạ? 99 triệu đồng. Wow, xuất sắc ạ. Vẫn chưa dừng lại ở đó. Chúng ta vẫn chưa còn một lại. Con số. Chúng ta vẫn còn một con số cực kỳ hấp dẫn dành cho anh em chúng ta. Đó là các anh em quản lý kinh doanh của hệ thống phân phối của chúng mình đây. Đó là và quỹ thưởng là 29,4 tỷ đồng dành cho quản lý kinh doanh. 29,4 tỷ đồng. Rất tuyệt vời ạ. Em đang cảm thấy đang rất là hồi hộp luôn. Mọi người ơi, bây giờ mà mình bán một cái căn gốc mà mình được thưởng ngay là 99 triệu đồng. Cái đó là thưởng riêng đúng không chị? Là thưởng nóng thôi đúng không? Bán được là thưởng ngay. Bán được là thưởng ngay mọi người ạ. À. Bây giờ mình bán được 5 căn gốc, mình đủ tiền mình mua một căn KDA rồi. Chính xác, chính xác. Đúng không? Trời ơi, chị có nhận thêm sale không chị? Với những cái thông tin này, những con số này đã đủ để cho mình lên đạn, lên năng lượng để tập trung cho KDI Quy Nhơn chưa ạ? Mọi người sẵn sàng chưa? Một lần nữa, con quý mọi người đứng lên ạ. Xin mời, đứng lên. Xin mời. Rất tuyệt vời ạ. Các anh chị thân mến, mình còn nhớ khẩu hiệu của chúng ta không ạ? Dạ rồi. Con quý xin âm nhạc nhỏ xuống xíu ạ. Mình còn nhớ khẩu hiệu lúc đầu không ạ? Khẩu hiệu lúc đầu KDA, 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 KDA. Bán sạch, bán hết. Yeah. Được chưa ạ? Bây giờ em xin nhờ bộ phận kỹ thuật camera, tất cả những sự cam kết của các anh chị ngày hôm nay chúng tôi có livestream lưu giữ lại. Hãy cùng với chúng tôi cam kết nhé. Và mọi người đã sẵn sàng chưa?